Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 98. Hơn nữa, lúc này Thiên Minh Tử và người của Thiên Cung Bắc Cực thân mình còn lo chưa xong. Nếu không có sự hỗ trợ của Thiên Minh Tử thì bao nhiêu người trong Võ Tông Hoa Quốc dám trở thành kẻ thù của huyết tộc đây? Người duy nhất có thể ngăn cản huyết tộc là Võ Thí Thiên của Võ Thần Tông. Nhưng người này tuyệt đối không thể đứng về phía nhà họ Chu. Vì vậy, chuyến đi lần này của cô ta vô cùng chắc chắn. Lúc Lục Tiểu Thiến đang tự mãn đi về phía tiệm Ngọc Vi Nhan thì một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên. Hoa Quốc đã giao ước cùng huyết tộc rằng nước sông không phạm nước giếng, các vị huy động nhiều người như vậy là muốn xé nát giao ước sao? Hả, nghe vậy, Lục Tiểu Thiến nhìn lên không trung, thấy một ông già với mái tóc và bộ râu bạc trắng, tay cầm thanh kiếm dài đứng trên không trung. Hôm nay không phải là ân oán giữa huyết tộc và Hoa Quốc mà là ân oán giữa huyết tộc và nhà họ Chu. Nhà họ Chu nhất định phải chết, còn lại không liên quan gì đến những người khác ở Sơn Thành. Lục Tiểu Thiến nói xong, vài bóng người lập tức vây quanh ông lão. Nhà họ Chu, tôi không biết nhà họ Chu gì cả. Tôi chỉ biết rằng người dân ở Sơn Thành đều là người của Hoa Quốc. Các người xông vào Sơn Thành thì sẽ phá vỡ giao ước. Ông lão tóc bạc lớn tiếng cảnh cáo. Động tĩnh bên phía thành phố Sơn Thành quá lớn, đặc biệt là khi cảnh tượng long trời lở đất kia lan truyền trên mạng thì đã lập tức gây rúng động khắp cả nước. Đó tuyệt đối không thể là địa chấn tự nhiên hình thành mà là có cường giả tuyệt thế ghé thăm. Trời đất một phương đều không thể chịu đựng được uy áp của đối phương nên mới xuất hiện cảnh tượng khủng bố tới vậy. Không ổn rồi, có thể là cao thủ của huyết tộc muốn tiến công vào Sơn Thành rồi. Mau đi thông báo với tiền bối Thiên Minh Tử, huyết tộc không giữ lời hứa, mưu đồ tiến đánh thành phố của Hoa Quốc chúng ta. Mau lên, thời gian không chờ đợi ai, nơi nào huyết tộc đi qua cũng chẳng còn một ngọn cỏ nào sống sót. Không ít người thoát chết dưới sự truy sát của huyết tộc tới nay vẫn nghĩ mà dùng mình, những cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ. Đừng nói là người, dù là súc vật thì cũng bị giết sạch sẽ. Mà bên phía Long Kinh cũng có không ít người tìm tới nơi ở của Thiên Minh Tử trước tiên, thế nhưng bên trong trang viên của Thiên Minh Tử lúc này lại không có lấy một bóng người. Thật ra vào lúc Lục Tiểu Thiến vừa mới đứng dậy rời khỏi Long Kinh thì Thiên Minh Tử đã phát giác ra, ông ta vẫn luôn âm thầm bám theo sau mấy người Lục Tiểu Thiến để nhìn xem rốt cuộc là thế nào. Chỉ là Thiên Minh Tử không dám xuất hiện, chỉ dựa vào một mình ông ta, dù thế nào thì cũng chẳng phải là đối thủ của đám đông cao thủ huyết tộc, ông ta vẫn đang chờ đợi cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực phe mình tới. Vào trước khi ông ta xuất phát, bên phía Thiên Cung Bắc Cực đã cho người tới thông báo cho ông ta biết cao thủ của Thiên Cung sẽ tới thế tục nhanh thôi, dặn ông ta chuẩn bị đón tiếp cho tử tế. Thiên Minh Tử nghe nói cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực sắp tới giúp đỡ mình, lúc này thì trong lòng ông ta mới dần bình tĩnh hơn một chút. Có một số chuyện cũng chẳng phải không có chứng cứ để điều tra, người xưa đã từng nói, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Chỉ cần cho ông ta đủ thời gian. Ông ta nhất định có thể điều tra ra được kẻ đầu sỏ thật sự đứng phía sau muốn hãm hại ông ta. Vậy nên bây giờ ông ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện, càng không ra tay vì người dân của Sơn Thành. Lúc này, Sở Hồng Thiên trên Thiên Sơn cũng cảm nhận được điều dị thường, ông ta đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Sơn Thành, càng nhìn thì chân mày lại càng nhíu vào chặt hơn. Sư phụ, có phải bên phía Sơn Thành xảy ra chuyện gì rồi không? Chúng ta có cần... Không đợi người đàn ông trung niên đứng phía sau mình nói hết câu, Sở Hồng Thiên đã khẽ xua xua tay nói, không cần đâu, người của huyết tộc đã rơi vào tròng rồi, lần này, 10 phần thì có tới 8, 9 phần bọn chúng không còn đường trở về nữa. À, người đàn ông trung niên nhìn về phía Sở Hồng Thiên bằng vẻ mặt kinh ngạc. Trông ra cả Hoa Quốc, ai là người có thể khiến cho huyết tộc chịu tổn thất lớn tới thế? Thiên Minh Tử sao? Thế nhưng Thiên Minh Tử bây giờ còn tâm tình để lo chuyện bao đồng của Hoa Quốc ư? Trước lúc này, khi huyết tộc tiến công vào Sơn Thành thì có hộ Sơn Đại Trận bảo vệ, tại sao hôm nay không khởi động hộ Thành Đại Trận chứ? Sở Hồng Thiên lạnh lùng cười nói. Hộ Thành Đại Trận giống với hộ Sơn Đại Trận, chỉ cần gặp phải nguy hiểm sẽ tự động khởi động. Mà người của huyết tộc có thể tiến vào Sơn Thành ồ ạt nhưng vẫn chưa khởi động hộ Thành Đại Trận, chỉ có thể nói lên rằng người bố trận muốn tóm hết cả đám. Sư phụ, ý của ông là bên phía Tiêu Chính Văn đã có chuẩn bị từ lâu. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Sở Hồng Thiên với vẻ không dám tin. Nếu không thì ông cho rằng dựa vào bọn chúng mà có thể tiến được vào Sơn Thành sao?
chỉ cần tới rồi thì đừng hòng đi, bỏ đi, chúng ta không cần phải đi một chuyến làm gì, tiếp tục luyện công đi. Nói xong, Sở Hồng Thiên đi vào trong núi giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Mà trên bầu trời Sơn Thành, đôi bên đã bước vào giai đoạn giằng co, ông lão mặc đồ trắng không nhường một tấc, hai bá tước của huyết tộc cũng càng muốn thử sức. Ông cụ, tôi khuyên ông đừng tự hiểu nhầm, mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ là để trừ khử nhà họ Chu, không liên quan gì tới người khác. Nếu như ông cụ cứ khăng khăng làm theo ý mình thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Lục Tiểu Thiến nói, đẩy cửa bước xuống khỏi chiếc xe sang, lạnh lùng nhìn về phía ông lão tóc trắng. Giao nộp nhà họ Chu, cô cho rằng dựa vào cô cũng xứng để nói ra lời này sao? Đúng vào lúc này, khi một giọng nói lạnh tanh vang lên, một dáng người cao lớn oai hùng đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng ông lão tóc trắng. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang chậm rãi tiến tới, gần như người dân cả Sơn Thành đều phát ra những tiếng kinh hô. Là vua Bắc Lương, người dân Sơn Thành chúng ta được cứu rồi. Tôi đã nói rồi mà, tới thời khắc mấu chốt thì vẫn chỉ có vua Bắc Lương là đáng tin hơn cả. Không ít người dân Sơn Thành đồng loạt khom lưng rất sâu hướng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, Lục Tiểu Thiến tuyệt đối không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại xuất hiện ở Sơn Thành. Tôi khuyên cô nên quay đầu trở về đi, nếu không thì không một ai trong số mấy người có thể trở về được đâu. Tiêu Chính Văn nói bằng giọng điệu lạnh tanh. Chỉ dựa vào một mình anh mà cũng muốn ngăn cản tôi ư. Anh đừng quên trước đây đều là giới chính trị Hoa Quốc mấy người cầu hòa với chúng tôi. Nếu như hôm nay anh dám ra tay thì coi như đơn phương hủy bỏ hòa ước. Và lại, chỉ dựa vào anh mà cũng có tư cách nói ra mấy lời ban nãy sao? Thật ra anh hiểu rất rõ không có sự có mặt của Thiên Minh Tử thì mấy người chỉ như một bầy kiến ở trước mắt huyết tộc chúng tôi. Lục Tiểu Thiến vô cùng tự tin nói. Khi cô ta vừa nói dứt lời, bá tước huyết sát bên cạnh liền vung tay, một tia sáng màu máu lao thẳng lên trời, nháy mắt đã xé toang trời cao. Một luồng khí tức vô cùng khủng bố chèn ép trời đất, khí tức chết chóc khủng bố nhanh chóng lan tràn ra khắp cả Sơn Thành. Mà người đàn ông mặc áo choàng đen khi trước vẫn luôn ngồi bên cạnh Lục Tiểu Thiến cũng đẩy cửa xe rồi chậm rãi bước xuống. Thế nhưng điều khiến Độ Thiên Chân Nhân hết sức bất ngờ là người này thoạt nhìn có mấy điểm na ná như Tiêu Chính Văn, đặc biệt là cảm giác mà hắn đem lại cho người khác, cứ như dung hòa lại làm một với đất trời một phương, căn bản không nhìn ra được tu vi của hắn. Nếu như không phải hắn đi bên cạnh Lục Tiểu Thiến thì có lẽ Độ Thiên Chân Nhân sẽ coi hắn như một người bình thường. Lúc này, gần như tất cả người dân Hoa Quốc đều đổ dồn sự chú ý về phía Sơn Thành. Không ai ngờ được rằng, vào đêm hôm trước có hai hầu tước của huyết tộc bị giết, nên Sơn Thành mới bùng phát trận đại chiến kinh thiên chỉ sau một ngày như vậy. Hai vị, mọi người đều hiểu rất rõ cục diện bây giờ, không cần phải đánh đập tàn nhẫn làm gì. Vừa nói dứt lời. Cơ thể của Lý Chính Đạo cũng bay vút lên không trung. Trong số những thế gia mà huyết tộc muốn tiêu diệt cũng có nhà họ Lý Chính Đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là thực lực của huyết tộc bây giờ vẫn chưa đủ để đối kháng với sự liên thủ của cụ ta với Tiêu Chính Văn, vậy nên Lý Chính Đạo vẫn vô cùng tự tin. Tiểu bối nhà họ Lý, không ngờ chớp mắt 200 năm trôi qua, ông đã trở thành thế tử nhà họ Lý rồi. Ông lão mặc áo choàng đen nói. Chậm rãi cởi bỏ áo choàng, lộ ra gương mặt chi chít những vết sẹo. Lý Chính Đạo đưa mắt nhìn ra, không khỏi kinh ngạc. Ông là huyết ma đồ. Không phải ông đã bỏ mạng trong trận chiến trên gò đất Côn Luân vào 200 năm trước rồi sao? Nếu như không tận mắt chứng kiến, Lý Chính Đạo thậm chí còn không dám tin huyết ma đồ vẫn còn sống. Huyết ma đồ năm đó là một trong số những đại sát thần của vùng ngoài lãnh thổ. Lúc con đường dẫn tới vùng ngoài lãnh thổ được khai phá, mấy thế lực các phương như huyết tộc và đế vương các, thiên đạo minh ước sẽ chiến đấu một trận ở Côn Luân. Mà năm đó, đế vương các và thiên đạo minh ước liên thủ dồn cho huyết tộc đại bại, nghe nói cả đám cao thủ mà huyết tộc cử đi đều không có một ai sống sót. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được sát thần trong truyền thuyết ở nơi này. Nếu như thật sự so về thực lực, ngay cả sách xếp cho huyết ma đồ, Điền Thương Hải cũng không xứng. Ngay cả Tiêu Chính Văn lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, đừng thấy huyết ma đồ cũng ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà lầm, người này tuyệt đối không phải là kẻ mà những nhân vương cấp 5 mình gặp khi trước có thể so bì được. Ông ta cũng lĩnh hội được cảnh giới của chân khí, vậy nên mới thoạt nhìn mới bình thường như vậy, gần như hòa vào làm một với tất cả mọi thứ xung quanh.
Nếu như không phải Tiêu Chính Văn lĩnh hội được sự tồn tại của nguyên khí thì trận chiến ngày hôm nay, ai thắng ai bại vẫn thật sự khó đoán định. Hừ, ông ta vẫn còn sống. Ngay cả Thiên Minh Tử vẫn trốn ở nơi xa cũng thầm kinh ngạc, huyết ma đồ chết từ 200 năm trước rồi mới đúng. Ôi, Thanh Sơn vẫn ở đây, cố nhân chưa từng một lần trở về. Lý Chính Đạo, hôm nay không có chuyện của nhà họ Lý mấy người, lui xuống đi. Huyết ma đồ trầm giọng ra lệnh. Thực ra nhà họ Lý và huyết ma đồ vẫn có một mối quan hệ nhất định. Năm đó chú ruột của Lý Chính Đạo vừa là bạn vừa là thù với huyết ma đồ. Trong trận chiến đẫm máu 200 năm trước, chú của Lý Chính Đạo đã chết thảm trong cảnh hỗn loạn. Việc này cũng khiến huyết ma đồ mất đi một đối thủ đáng kính trọng. Lúc này, huyết ma đồ cũng không muốn giết con cháu của kẻ thù. Nhưng dù sao ông ta cũng là hộ vệ thân cận của Lục Tiểu Thiến. Loại trừ nhà họ Chu chính là tâm nguyện ấp thủ từ hàng chục đời nay của nhà họ Lục, bây giờ chỉ thiếu một bước, sao có thể buông tay được. Huyết ma đồ, ân oán giữa ông và nhà họ Lý đã được giải quyết từ 200 năm trước, nhưng tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện, năm đó rốt cuộc là ai giết chú tôi? Lý Chính Đạo không lùi bước, ngược lại còn nghiêm túc chất vấn. Huyết ma đồ nghe vậy, nhìn Lý Chính Đạo, lắc đầu thở dài, năm đó, chú của cậu Lý Thế Huân không phải chết dưới tay huyết tộc chúng tôi. Trận chiến đó, huyết tộc chỉ có thể cố gắng chống đỡ, lúc huyết tộc sắp bị tiêu diệt, người nhà họ Khổng đột nhiên ra tay giết người nhà họ Lý. Chú của cậu chết dưới tay nhà họ Khổng, nhưng, nói đến đây, trên mặt huyết ma đồ lộ thư thái, sau khi tiến vào gò đất Côn Luân, người nhà họ Khổng cũng đã bị Lôi Hải ở Côn Luân đánh cho biến thành cho bụi. Cái gì, Lôi Hải Côn Luân? Tiêu Chính Văn biết rất rõ về Lôi Hải Côn Luân, ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần cũng có thể tồn tại trong Lôi Hải. Bản thân anh đã được Lôi Hải Côn Luân luyện hóa đạt tới cảnh giới thiên thần. Lôi Hải Côn Luân không thể giết được cao thủ trên cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Ha ha ha, huyết ma đồ liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt khâm phục, sau đó lắc đầu nói, Lôi Hải Côn Luân tổng cộng có 3 cấp, cấp ngoài cùng đương nhiên không thể giết được cao thủ trên cảnh giới thiên thần. Nhưng cấp thứ hai của Lôi Hải, ngay cả nhân vương đỉnh cao cũng sẽ lập tức biến thành cho tàn. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng sững sờ, trước đây anh chỉ nhìn thấy cấp đầu tiên của Lôi Hải, lẽ nào trong gò đất Côn Luân còn có huyền cơ khác? Thôi bỏ đi, đây đều là chuyện quá khứ rồi. Người nhà họ Lý tốt nhất đừng nhúng tay vào cuộc tranh chấp hôm nay. Nói xong, huyết ma đồ quay sang nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sáng ngời. Cậu cũng lĩnh ngộ được chân khí sao? Ngay từ đầu, huyết ma đồ đã để ý đến Tiêu Chính Văn, mặc dù Lục Tiểu Thiến luôn coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng huyết ma đồ nhìn ra được Tiêu Chính Văn không tầm thường. Có lẽ vậy, Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại một nụ cười bình tĩnh. Người từng được Lôi Hải Côn Luân thanh tẩy quả nhiên không tầm thường. Nhưng thực lực của tôi cũng thừa để giết cậu, nếu cậu muốn giữ xác nguyên vẹn thì hãy tự sát sớm đi. Huyết ma đồ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Chính Văn khác với những người khác, chưa đến 30 tuổi đã có thể ngộ được chân khí, khả năng hiểu biết cũng cao, ngay cả huyết ma đồ cũng phải kinh ngạc. Nhưng với tuổi của Tiêu Chính Văn, cho dù ngộ được chân khí thì đã sao? Từ lĩnh ngộ cho đến vận dụng là cả một quãng đường dài phải đi. Ngay cả huyết ma đồ cũng phải mất cả trăm năm mới có thể vận dụng chân khí. Tiêu Chính Văn mới chỉ gần 30 tuổi. Làm sao có thể hiểu được sự huyền diệu của chân khí? Nghe vậy, gần như cả Hoa Quốc đều vô cùng kinh ngạc. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn là người chưa từng thất bại. Vậy mà huyết ma đồ dám mở miệng bảo Tiêu Chính Văn tự sát. Nhưng sau khi huyết ma đồ phóng tà khí thế kinh thiên động địa của nhân vương cấp 5 đỉnh cao, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng, ngay cả những người dân Sơn Thành cổ vũ cho Tiêu Chính Văn cũng rơi vào cảnh tuyệt vọng. Mà đám người võ tông đang theo dõi trận chiến này cũng vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của huyết ma đồ. Bọn họ cũng từng chiến đấu với huyết tộc, nhưng chưa từng gặp người nào mạnh như huyết ma đồ. Ngay cả khí tức của Thiên Minh Tử cũng không đủ để so sánh với huyết ma đồ. Hơn nữa, trận chiến lớn 200 năm trước cũng đã được võ tông lưu truyền từ đời này sang đời khác, người có thể sống sót trong trận chiến bi thảm đó quả là một kỳ tích. Điều này cũng chứng tỏ huyết ma đồ vô cùng đáng sợ. Tự sát, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, ông không phải là người đầu tiên nói với tôi lời này, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Những người lúc trước nói với tôi những lời này đều đã chết rồi. Cái gì? Huyết ma đồ quay đầu lại, hai mắt sáng lên, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, tự sát hay là khai chiến. Nếu khai chiến thì tôi nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà cậu. Huyết ma đồ nói xong, Lục Tiểu Thiến cũng tiến lên, giễu cợt, không chỉ có nhà họ Tiêu các người bị xóa sổ mà cả Sơn Thành này cũng sẽ không còn ai sống sót. Tiêu Chính Văn, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Thực ra Lục Tiểu Thiến vốn định lôi kéo Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn lại nhiều lần ngăn cản cô ta trả thù, cho nên cô ta đã mất hết kiên nhẫn. Bây giờ cô ta rất muốn xé xác Tiêu Chính Văn thành trăm mảnh, tàn sát cả Sơn Thành. Lúc này, căng thẳng nhất chính là năm đại danh Sơn. Một khi Tiêu Chính Văn và huyết ma đồ đánh nhau thì huyết tộc chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên sau khi giết được Tiêu Chính Văn. Lúc trước, khi huyết tộc chiếm được Hoa Sơn và Hằng Sơn, người của năm đại danh Sơn đều có cảm giác rằng huyết tộc không thật sự thèm muốn đất đai của Hoa Quốc mà chỉ nhắm vào năm đại danh Sơn. Có thể trong năm đại danh Sơn có một món bảo vật mà huyết tộc muốn có được, hoặc một manh mối nào đó mà bọn họ hằng mong muốn. Đến lúc đó, năm đại danh Sơn làm sao chống lại nổi huyết tộc? Tiêu Chính Văn, chuyện này liên quan đến sự sống chết của võ tông Hoa Quốc, cậu thân là vua Bắc Lương, cậu nên hy sinh vì tương lai của Hoa Quốc. Trên núi Huệ Mi, một ông lão luôn chú ý đến sự việc của Sơn Thành liền lên tiếng. Dù sao Tiêu Chính Văn tự sát trước mặt mọi người cũng tốt hơn là kéo bọn họ cùng chết. Đúng vậy, anh Tiêu, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Sự an toàn của Hoa Quốc đều dựa vào suy nghĩ của anh. Phải đấy, huyết ma đồ là nhân vật lớn có tên tuổi từ 200 năm trước, cậu không thắng nổi đâu. Theo tôi thấy, vì lợi ích của Hoa Quốc, cậu hãy tự sát đi. Có Huệ Mi dẫn đầu, chẳng mấy chốc, các tông môn võ tông cũng lần lượt lên tiếng. Theo bọn họ thấy, sự sống chết của Tiêu Chính Văn không hại đến đại cục. Ngược lại, tông môn bọn họ rất có khả năng sẽ chìm trong biển lửa chỉ vì một quyết định liều lĩnh của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, anh nghe rõ chưa? Cả võ tông Hoa Quốc đều hy vọng anh tự sát tạ tội, lẽ nào anh muốn để bọn họ chết cùng anh sao? Lục Tiểu Thiến lạnh lùng nói. Bọn họ, nghe Lục Tiểu Thiến nói vậy, Tiêu Chính Văn lại lắc đầu cười nói, bọn họ liên quan gì đến tôi? Hơn nữa cô phải làm rõ một chuyện, không phải các người tàn sát Sơn Thành chúng tôi. Mà là Tiêu Chính Văn tôi đã mất kiên nhẫn với các người rồi. Các người năm lần bảy lượt chiếm đất đai của Hoa Quốc, giết người dân Hoa Quốc, các người thật sự cho rằng các người có thể tùy ý làm nhục Hoa Quốc sao? Nói cho các người biết, đừng nói là cả nhà họ Chu, hôm nay, sẽ không có một ai ở Sơn Thành phải chết. Còn các người nghe cho rõ đây. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía huyết ma đồ nói, đừng ở trước mặt tôi ra vẻ sống lâu lão làng, bản soái đã gặp rất nhiều lão già cổ hủ. Đấu với ông một trận thì sợ gì chứ? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, cả Hoa Quốc đều trở nên yên lặng. Đặc biệt là người của Võ Tông và năm đại danh Sơn đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tiêu Chính Văn, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Thiên Minh Tử. Tôi không ngờ cậu lại ích kỷ đến vậy. Cuộc sống hòa bình với huyết tộc hôm nay là điều mà Thiên Minh Tử tôi dùng mạng để đổi lấy. Cậu có tư cách gì mà khai chiến với huyết tộc? Ở trên đỉnh Hoa Sơn cậu còn không dám lộ mặt, cậu dựa vào cái gì mà đòi đấu với tiền bối huyết ma đồ chứ? Ngay cả tôi cũng phải gọi ông ấy một tiếng tiền bối. Một tiểu bối như cậu mà xứng hỗn láo trước mặt ông ấy vậy sao? Mau quỳ xuống, Thiên Minh Tử chỉ tay vào mặt Tiêu Chính Văn, lớn tiếng nói với vẻ châm chọc. Mặc dù Thiên Minh Tử không dám đối mặt trực tiếp với huyết tộc, thậm chí còn không dám đấu với cao thủ nhân vương cấp 5 như huyết ma đồ. Nhưng đối với loại hậu bối như Tiêu Chính Văn thì ông ta vẫn có thể lên mặt. Ngay khi Thiên Minh Tử vừa dứt lời, lại có thêm một người đàn ông trung niên mặc áo đen bước xuống từ trên chiếc xe màu đen. Khoảnh khắc ông ta cởi chiếc áo ra, tất cả người Hoa Quốc đều thấy ớn lạnh. Điền Thương Hải, lại là một cao thủ cấp hầu tước nhân vương cấp 5. Lần này huyết tộc đang muốn chơi tới cùng đấy. Không chỉ là mấy người Huệ Mi đều hoảng hốt mà ngay cả Thiên Sơn và Tùng Sơn cũng loạn cả lên. Tiêu Chính Văn, cậu nên nghe tiền bối Thiên Minh Tử khuyên một câu vì võ tông Hoa Quốc đi. Trương Khắc Dụng đang ghi hình chương trình ở đài truyền hình, thậm chí không quan tâm đến thân phận mà hét lên với Tiêu Chính Văn. Đúng thế, Tiêu Chính Văn trước giờ vẫn luôn chỉ quan tâm đến bản thân,
chúng ta khó khăn lắm mới khôi phục lại hòa bình với huyết tộc, tại sao cậu ta lại lấy danh nghĩa cá nhân để khai chiến với huyết tộc lần nữa? Hơn nữa lần này người ta đến tìm người nhà họ Chu, có liên quan gì với Tiêu Chính Văn chứ? Bảo cậu ta tự sát cũng hời cho cậu ta, đây là kết cục của việc lo chuyện bao đồng. Không ít các giáo sư ủng hộ Thiên Minh Tử cũng đều đóng thủy quân ở trên mạng. Một viện trưởng của Tùng Sơn trực tiếp đứng ra cách một khoảng nói với Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, tôi phải thừa nhận rằng cậu có năng lực hơn người. Nhưng với thực lực cảnh giới nhân vương cấp 1 của cậu làm sao có thể là đối thủ của hai cao thủ nhân vương cấp 5 được. Một khi trận chiến nổ ra sẽ khiến biết bao sinh linh bị hủy diệt. Cậu là vua Bắc Lương, lẽ nào không nghĩ đến người dân Hoa Quốc sao? Ông ta vừa dứt lời, ông lão Huệ Mi đó cũng hùa theo, không sai, nếu vì sự cố chấp làm theo ý mình của cậu, cắt đứt sự truyền thừa của võ thuật Hoa Quốc thì cậu chính là tội nhân của Hoa Quốc, sẽ bị lịch sử ruồng bỏ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ồ, khai chiến với huyết tộc sẽ bị lịch sử ruồng bỏ. Vậy theo ý các ông thì phải quỳ xuống chịu phục trước huyết tộc sao? Tiêu Chính Văn, tôi từ ngày bảo vệ đất nước không có thói quen cúi đầu trước kẻ xâm lược, từ ngày tôi tập võ đến nay chưa từng có ý nghĩ phải chịu thua trước ai. Binh sĩ Hoa Quốc, thiết quân Hoa Quốc thả chết đứng chứ tuyệt đối không chịu thua. Chỉ một huyết tộc thì có là gì, bình thường các ông đều nói mấy lời đạo đức nhân nghĩa, bây giờ huyết tộc tàn sát người dân ta, giết nhân dân ta, các ông lại đang làm gì thế hả? Nếu khai chiến với huyết tộc mà trở thành tội nhân của Hoa Quốc như các ông nói, thì Tiêu Chính Văn tôi phải đi con đường ngược dòng đó. Các ông tham sống sợ chết thì có thể làm gì được tôi? Giọng Tiêu Chính Văn hùng hồn vang lên, sóng âm vang lên tận hàng nghìn cây số. Câu nói cuối cùng có thể làm gì tôi càng khiến đám người võ tông chói tai. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng ép tôi ra tay với cậu. Ánh mắt Thiên Minh Tử lóe lên tia lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn nhìn Tiêu Chính Văn. Nghe thế Tiêu Chính Văn suýt nữa bị Thiên Minh Tử chọc phì cười, khinh thường lắc đầu nói, Thiên Minh Tử, không phải tôi xem thường ông, chỉ dựa vào ông mà có tư cách đánh với tôi à? Cái gì? Nghe anh nói thế, Thiên Minh Tử tức đến mức mặt đỏ cả lên. Phải biết là câu nói vừa rồi của Tiêu Chính Văn cộng thêm chân khí vào đó, người dân cả Hoa Quốc đều có thể nghe rõ mồn một. Có nghĩa là Tiêu Chính Văn đang xem thường ông ta trước mặt người Hoa Quốc. Ồ, tôi không có tư cách đánh nhau với cậu. Hừ, Thiên Minh Tử sầm mặt tiến đến trước một bước. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, huyết ma đồ đã lạnh lùng quay sang phía Thiên Minh Tử. Bị đôi mắt phệ huyết như ma quỷ đó nhìn, Thiên Minh Tử cảm thấy cả người lạnh toát. Dùng mình một cái, ông ta vẫn lùi sang một bên. Sao vậy, chỉ một ánh mắt của người ta đã có thể khiến ông sợ đổ cả mồ hôi lạnh rồi à? Tiêu Chính Văn khinh thường nhìn Thiên Minh Tử. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đừng hống hách, tôi muốn xem thử cậu lấy gì đánh với người ta. Thiên Minh Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta không phải sợ Tiêu Chính Văn mà là sợ huyết ma đồ. Ngược lại Tiêu Chính Văn không biết trời cao đất dày, thực lực nhân vương cấp 1 mà cũng dám khiêu chiến với hai cao thủ nhân vương cấp 5. Tiêu Chính Văn, mặc dù tôi biết anh chắc chắn không đơn giản chỉ là nhân vương cấp 1, nhưng theo tôi được biết, trong thế tục hoàn toàn không có người nào cao hơn nhân vương cấp 5. Tôi mong anh có thể tạo ra kỳ tích. Lục Tiểu Thiến giễu cợt cười khẩy nói. Chàng trai, hôm nay cậu chết chắc rồi. Không đợi huyết ma đồ ra tay, Điền Thương Hải tiến về phía trước, vùng đôi bánh xe huyết nguyệt trong tay lên đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Có thể nói Điền Thương Hải chưa từng xem trọng Tiêu Chính Văn, chỉ là một vua Bắc Lương ở thế tục mà cũng muốn xem mình thành người được hàng trăm nghìn người kính ngưỡng. Mặc dù đôi bánh xe huyết nguyệt đó của ông ta không phải là thần binh gì nhưng cũng là vũ khí chân bảo, chỉ riêng khí thế hủy diệt trời đất thôi cũng đủ để san bằng nửa sơn thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, huyết ma đồ khinh thường cười nói, xem ra không đợi được tôi ra tay thì tên này đã chết dưới tay Điền Thương Hải rồi. Nói rồi huyết ma đồ sải bước quay về phía sau Lục Tiểu Thiến cười nhạo nhìn hai người đang đánh nhau giữa không trung. Đối mặt với đòn tấn công tuyệt thế của Điền Thương Hải, Tiêu Chính Văn lại chỉ bình tĩnh vung tay lên nói, chỉ ông thôi thì vẫn không có tư cách đánh nhau với tôi. Nói rồi chỉ nghe một tiếng vang cực lớn, Tiêu Chính Văn lại có thể đỡ được đôi bánh xe huyết nguyệt của Điền Thương Hải bằng một tay. Điền Thương Hải càng không dám tin trợn to mắt. Đòn tấn công này của ông ta gần như có thể phá hủy hơn sơn thành đấy,
nhưng lại bị một tay của Tiêu Chính Văn chặn lại. Hơn nữa càng khiến ông ta cảm thấy khó tin hơn là Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương. Lúc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhất là Huyết Ma Đồ cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên. Thật ra mặc dù Điền Thương Hải chưa tỉnh ngộ được chân khí, nhưng cũng đã là cao thủ ở tầng cao rồi, ít nhất sẽ không thua kém một tên vừa tỉnh ngộ được chân khí. Trước cảnh tượng trước mắt này lại vả một cái thật đau vào mặt ông ta. Điền Thương Hải không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Cậu đi chết đi, Điền Thương Hải tức giận thu bánh xe huyết nguyệt về, khí tức cả người đều bùng phát, thậm chí dùng đến 120 phần sức lực đánh một đòn nữa về phía Tiêu Chính Văn. Lần này ngay cả hư không cũng rung chuyển. Ngay cả trời đất này cũng gần như sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thật ra ngay cả Thiên Minh Tử cũng không khỏi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. Vì khi đòn tấn công này trúng mục tiêu, thậm chí cả một vùng trời đất này đều sẽ sụp đổ. Nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn, một đòn dùng hết sức của ông ta cũng chỉ như một trò chơi nhỏ của đám trẻ con. Dù sao sức mạnh của hai người họ không ở cùng một cấp bậc, dù là lực về phương diện chân khí cũng không phải là thứ Điền Thương Hải có thể hiểu và so bì. Huống gì lúc này Tiêu Chính Văn đã đứng ở độ cao của nguyên khí, thậm chí có thể nói hoàn toàn là đang đánh phủ đầu Điền Thương Hải. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó nhấc cánh tay trái lên. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, một đám mây hình nấm cực lớn bay lên trời. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Phụt, chỉ thấy một bóng người bị văng ra từ trong ánh sáng chói mắt đó, bay ngược về hàng trăm mét, nôn ra máu. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngây ngốc. Lần này Tiêu Chính Văn không chỉ đỡ được đòn tấn công tuyệt thế của Điền Thương Hải mà còn đánh Điền Thương Hải văng ra xa, nôn ra máu. Điền Thương Hải gắng sức vùng vẫy bỏ dậy, vươn tay lau máu trên khóe môi, phát ra tiếng hét đầy tức giận. Quanh người ông ta được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu đỏ máu, có mùi tanh khá nồng, lan ra khắp nơi. Ông ta không phục, ông ta là một trong ba cao thủ mạnh nhất mà huyết tộc cử đến thế tục lần này. Dù ở ngoài lãnh thổ, ông ta cũng là sự tồn tại vô địch, một thằng nhóc thế tục nhỏ bé lại có thể đánh cho ông ta văng ra xa. Thể diện ông ta còn có thể để ở đâu được nữa đây? Hôm nay tôi thề phải băm vằm cậu ra. Điền Thương Hải tức giận ngẩng mặt lên trời hét lên. Lần sau không chỉ đơn giản là nôn ra máu đây, ông sẽ chết đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Không ai ngờ Điền Thương Hải lại bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức nôn ra máu. Trong mắt các đại danh sơn đây là điều không thể tin được. Sốt của cậu ta làm bằng cách nào đấy? Người này chắc chắn không phải là nhân vương cấp 1, tôi nghĩ ít nhất là nhân vương cấp 4. Không ít các cao thủ võ tông đang quan sát trận chiến của Tiêu Chính Văn và Điền Thương Hải đều bàn luận. Thậm chí có vài người không tin người ra tay là Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn là nhân vương cấp 4 cũng không thể đánh bay cao thủ nhân vương cấp 5 chỉ trong tích tắc. Đây đã không phải là vấn đề là năng lực và thực lực nữa, trong mắt họ đây đúng là một kỳ tích. Dù là trận quyết đấu giữa cao thủ nhân vương cấp 5 thì cũng không thể phân thắng bại khi chỉ vừa bắt đầu. Trước đó mấy tháng, Tiêu Chính Văn vẫn còn ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, thậm chí vẫn chưa là cao thủ cảnh giới nhân vương, chỉ mới bao lâu mà Tiêu Chính Văn đã có thể đánh bại cao thủ nhân vương cấp 5 chỉ trong một chiêu rồi. Điều khủng khiếp nhất là Tiêu Chính Văn mới bao tuổi chứ? Còn chưa đến 30, còn các tiền bối có tiếng của năm đại danh sơn. Có người thậm chí đã 100-200 tuổi rồi. Tuổi của Điền Thương Hải càng cao đến mức đáng sợ, lẽ nào những người như họ đều sống uổng phí rồi sao? Thật ra từ sau khi Tiêu Chính Văn mạnh lên, dù là năm đại danh sơn hay các môn phái của Võ Tông cũng từng thầm điều tra Tiêu Chính Văn. Thậm chí trong mắt đám người Võ Tông, mọi chuyện từ khi anh bắt đầu đến biên giới phía Bắc nhập ngũ cũng chẳng phải là bí mật gì nữa. Vừa không phải là thế tử của gia tộc lớn nào đó. Vừa không có tông môn lớn che chở, thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn ngoài chức danh vua Bắc Lương hư ảo đó ra thì không còn gì khác. So với các môn phái lớn của Võ Tông thì những gì được dạy từ trong quân đội chẳng có gì là hơn người cả, thậm chí từ sau khi linh khí khôi phục, không một tông môn nào xem quân đội ra gì cả. Cũng chính vì thế mà thành tựu mà Tiêu Chính Văn đạt được hôm nay hơi lạ thường. Có thể nói mỗi lần Tiêu Chính Văn ra tay đều khiến Võ Tông có thêm nhận thức mới về anh.
bây giờ Tiêu Chính Văn lại có thể nghênh chiến với cao thủ nhân vương cấp 5. Không ở thế tục Hoa Quốc cũng còn người như cậu. Vẻ mặt Điền Thương Hải cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nhìn đăm đăm Tiêu Chính Văn. Sau khi bình tĩnh lại, Điền Thương Hải cũng cảm thấy người thanh niên trước mặt này không hề tầm thường, cho dù thế nào, chỉ một đòn của đối phương mà đã có thể khiến cao thủ ở cấp bậc như ông ta nôn ra máu không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đến tầng cấp bậc nhân vương này rồi thì việc thắng thua không thể dựa may mắn. Ngay cả Lục Tiểu Thiến ở dưới quan sát trận chiến lúc này cũng sửng sốt. Người dân Sơn Thành nhìn thấy cảnh tượng này cũng lập tức sôi nổi bàn luận. Thật ra người dân Sơn Thành trước giờ đều đứng về phía Tiêu Chính Văn, cho dù Thiên Minh Tử mạnh thế nào, họ vẫn luôn tin vua Bắc Lương mới là chỗ dựa tin cậy của người dân. Trước đó trong trận chiến ở Hoa Sơn, Tiêu Chính Văn rút lui trước đều khiến mọi người sầu muộn, bây giờ Tiêu Chính Văn có thể chứng minh thực lực của mình bằng hiện thực. Ngay cả Điền Thương Hải cũng bị đánh cho thảm bại như thế chứng tỏ hôm đó Tiêu Chính Văn không cần phải tránh mặt, sở dĩ anh không đến Hoa Sơn có lẽ có việc cần anh giải quyết. Tôi đã nói rồi mà, vua Bắc Lương không thể nào sợ huyết tộc. Đúng thế, tôi nghĩ đám người đó rõ ràng là đang bôi nhỏ vua Bắc Lương. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa người huyết tộc không thất bại, chỉ bị thiệt một chút, huống gì đằng sau người ta còn có nhiều người như thế. Sao các người lại biết Tiêu Chính Văn sẽ thắng? Trong đám đông vẫn nghe thấy có giọng nói không mấy hài lòng. Lúc này Điền Thương Hải lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, âm thầm ngưng tụ một trận pháp, nguyên khí trong không trung dường như bị rút cạn khiến bầu trời đêm như một màn mỏng màu xám che phủ. Cậu Tiêu, ông ta đang ngưng tụ khí huyết, đây là bí thuật của riêng huyết tộc, một khi ông ta ngưng tụ thành công thì da thịt của ông ta sẽ cứng như đá, đến lúc đó cậu sẽ trở nên bị động. Lý Chính Đạo dùng thuật truyền âm nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn. Sở dĩ huyết tộc lớn mạnh như vậy chính là vì trong huyết tộc lưu truyền rất nhiều bí thuật được kế thừa qua hàng nghìn năm, đây là thứ là thiên đạo minh ước và gia tộc ngoài lãnh thổ bình thường không thể so bì được. Ồ, ngưng tụ khí huyết, hoàn toàn có thể, tôi đang đợi ông ta đây. Tiêu Chính Văn dửng dưng cười, khinh thường nói. Đợi tôi, cậu chắc chứ, Điền Thương Hải vừa nói. Xung quanh người ông ta bỗng được bao phủ bởi một luồng huyết quang, chỉ thoáng chốc huyết quang mở đi, da của Điền Thương Hải biến thành màu đồng. Hơn nữa trên làn da màu đồng đó dường như có thêm một lớp áo giáp mỏng. Lúc này khí thế cả người Điền Thương Hải đều thay đổi, đã không còn sự hung hăng lúc nãy mà thay vào đó trở nên ý chí và khí khái hơn. Đã sẵn sàng chưa? Tiêu Chính Văn khẽ cười, nhìn về phía Điền Thương Hải như đang thay đổi thành người khác nói. Chàng trai, cậu sẽ trả giá cho sự huênh hoang của mình. Điền Thương Hải cười khẩy, ánh mắt bỗng lóe lên tia lạnh lẽo. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, một tiếng rồng gầm vang vọng cả đất trời. Rung, khi tiếng rồng gầm vang lên, ba con rồng lao thẳng lên trời lần lượt quấn quanh Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn như một vị thần giáng trần, uy thế ngút trời. Rầm, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn giơ tay lên tung ra một đòn. Uy thế của nắm đấm này cực kỳ đáng sợ, trong tích tắc đã khiến trời đất rung chuyển, thậm chí dãy núi ngoài cách đó 100 cây số cũng đều rung chuyển theo đòn tấn công này. Giết, Điền Thương Hải nghiến răng vang lên tiếng ken két, vung nắm đấm sắt lên đánh về phía Tiêu Chính Văn. Trước đó Tiêu Chính Văn không né cũng không tránh, đứng yên nghênh đón một đòn của Điền Thương Hải, bây giờ ông ta cũng muốn dùng cách này để đáp lại Tiêu Chính Văn. Chỉ trong thoáng chốc. Hai nắm đấm chạm vào nhau phát ra tiếng vang cực lớn. Ầm, trong không trung, từng gợn sóng nổ tung như sóng nước, núi non trong bán kính trăm dặm lập tức biến thành đống gạch vụn. Trên trời Tiêu Chính Văn và Điền Thương Hải đều lùi về một khoảng. Quả nhiên tên nhóc cậu có vấn đề, thế mà có thể ngang tài ngang sức với tôi, đúng là một đối thủ khó đối phó. Lúc này vẻ mặt Điền Thương Hải cũng nghiêm túc cực kỳ. Vừa rồi ông ta đã ngưng tụ khí huyết. Có thể nói trận pháp khí huyết này tương đương với một trận pháp tăng sức mạnh của riêng huyết tộc. Lúc này Điền Thương Hải đã mạnh hơn trước nãy rất nhiều. Đã thế mà cũng chỉ đánh ngang tay với Tiêu Chính Văn mà thôi, không hề chiếm được ưu thế gì. Đỡ lấy thêm một đòn của tôi đi. Điền Thương Hải tức giận hét lên, lại vung nắm đấm lên, cú đấm này đánh thẳng về phía đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thầm gật đầu, không hổ là cường giả lão luyện ngoài lãnh thổ.
so với mấy đối thủ trước kia thì Điền Thương Hải có sự lĩnh hội cao hơn họ không chỉ một sao. Có thể cùng lúc sử dụng nguyên khí và từ trường, hơn nữa còn mượn uy lực của tinh tú, nếu đổi thành người bình thường e là sẽ thua trong trận chiến này. Nhưng chút bản lĩnh này của Điền Thương Hải còn kém xa với Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn xuống, đứng trên đầu rồng kiêu ngạo nhìn trời đất. Sau đó giơ nắm đấm lên giường như muốn đánh vỡ cả phương trời này, ngay cả không khí cũng đều bị Tiêu Chính Văn rút cạn. Hai nắm đấm lại chạm vào nhau. Nhưng lần này đòn tấn công của Tiêu Chính Văn không hề gì, mà Điền Thương Hải lại lùi về sau mấy chục bước, suýt nữa loạng choạng ngã nhào. Mọi người đều cảm thấy chấn động. Đây hoàn toàn là một cuộc cạnh tranh sức mạnh, Điền Thương Hải là người có hàng trăm năm võ thuật, thế mà lại không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Lúc này Điền Thương Hải cũng cảm thấy cực kỳ sốc. Thật ra đạt đến cảnh giới trên nhân vương có thể nói một đòn tấn công đều bao phủ trời đất, mỗi một cú đá, nắm đấm đều chứng minh uy thế của phương trời. Nhưng ông ta lại không địch được với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn quang cảnh phía chân trời, nở nụ cười nhạt, người mà anh đợi đã tới. Bây giờ không cần phải lãng phí thời gian với Điền Thương Hải nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên hai tia lạnh lẽo, thân hình lao về phía Điền Thương Hải nhanh như chớp. Tôi đã nói rồi, lần này ông mất mạng rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đánh ra một đòn. Phụt, thậm chí Điền Thương Hải còn chưa hoàn hồn đã bị Tiêu Chính Văn đánh trúng ngực, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn. Sao có thể, Lục Tiểu Thiến không dám tin vào mắt mình, ngây người nhìn Điền Thương Hải đang rơi từ trên cao xuống. Điền Thương Hải đã ngưng tụ khí huyết, trong cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng không có mấy ai có thể đánh bại trong vòng 3 chiêu. Nhưng rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp 4, cậu ta lấy đâu ra khả năng này? Không chỉ là ông ta mà gần như tất cả cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ đều bị sốc bởi cảnh tượng này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn quá mức quái lạ, hoàn toàn không phù hợp với thực tế chút nào. Chỉ có huyết ma đồ biết rõ sức mạnh của Điền Thương Hải và Tiêu Chính Văn không ở cùng một đẳng cấp, chẳng hạn như khi bị Tiêu Chính Văn đánh thì đã xác định sẵn kết cục của ông ta ngay từ khi bắt đầu rồi. Nhưng ngay cả huyết ma đồ cũng không dám đảm bảo mình có thể tùy ý làm Điền Thương Hải bị thương. Thế nên ánh mắt ông ta nhìn Tiêu Chính Văn lại càng thêm sắc bén. Thông thường nếu hai bên có sự lĩnh ngộ cùng cấp bậc, nói cách khác hai bên đều có cùng cấp bậc chân khí thì phải xem cảnh giới của ai cao hơn. Nếu xét về tính lĩnh ngộ, bị đối phương đánh phủ đầu thì cảnh giới còn không quan trọng đến thế nữa. Mà một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn luôn khiến huyết ma đồ có cảm giác cực kỳ lạ thường, dù ông ta quá quen thuộc với sức mạnh tầng chân khí nhưng cú đấm này của Tiêu Chính Văn vừa giống khai triển chân khí, vừa không giống. Chỉ trong chốc lát ngay cả huyết ma đồ cũng không đoán ra được rốt cuộc hiện giờ Tiêu Chính Văn đã đạt đến tầng nào. Mau cứu Điền Thương Hải. Lục Tiểu Thiến nhìn Điền Thương Hải từ trên cao rơi xuống, sợ Tiêu Chính Văn sẽ thừa lúc người gặp nguy mà bổ thêm cho Điền Thương Hải một nhát nữa. Như thế Điền Thương Hải chắc chắn sẽ chết. Người ở cấp hầu tước của huyết tộc quay lại thế tục lần này vốn dĩ có hạn, trước đó đã có hai người chết. Hôm nay nếu để Tiêu Chính Văn giết Điền Thương Hải nữa thì sức mạnh của huyết tộc ở thế tục càng thêm mỏng manh. Vâng, vừa dứt lời huyết ma đồ lập tức bước ra, sau khi vượt qua Điền Thương Hải lại trực diện ngăn đường đi của Tiêu Chính Văn. Xoẹt, chỉ thấy huyết ma đồ giơ kiếm lên, một luồng kiếm khí hiện ra như có thực thể. Chỉ là thân kiếm này khác hoàn toàn với các bảo kiếm bình thường, đây là thiên kiếm được tạo thành từ sự ngưng tụ khí tức của đất trời. Chàng trai! Vốn dĩ muốn tha cho cậu toàn mạng, nhưng nếu cậu đã không biết tốt xấu thì hôm nay tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Nói rồi huyết ma đồ chém mạnh một kiếm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn huyết ma đồ khinh thường nói, ồ, lúc nãy chẳng phải ông đã nói sẽ không ra tay đó sao? Hừ, cái gì chứ, thấy người của mình chịu thiệt, lấy nhiều đánh ít, luân phiên đánh, thắng không nghĩa khí. Ngay cả người dân đang xem trận đấu ở bên dưới cũng không nhìn nổi nữa. Cách làm này của huyết tộc thật sự quá đê tiện. Dù sao bên phía Hoa Quốc chỉ có một mình Tiêu Chính Văn có thực lực đứng ra đấu, mà bên huyết tộc lại luân phiên đánh với Tiêu Chính Văn, hành động này quả thật cực kỳ vô liêm sỉ. Trải qua trận tàn sát vừa rồi, mặc dù bề ngoài có vẻ Tiêu Chính Văn thắng khá nhẹ nhàng, nhưng thật ra tình hình thế nào cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn mới biết.
Nếu Tiêu Chính Văn tiêu hao sức lực quá nhiều, không kịp lấy lại sức thì cứ trực diện đánh huyết ma đồ như thế, tình hình sẽ cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không để ý đến điều này, dù có thêm huyết ma đồ nữa, anh cũng có thể đánh bại hết chứ đừng nói là một. Lên! Tiêu Chính Văn vừa nhấc tay lên, một con thương long màu vàng nghênh đón kiếm khí rồi lao đến. Miệng con rồng cực lớn như thể sắp nuốt cả phương trời vào miệng. Khí tức đáng sợ đó làm chấn động các con thú bên dưới run rẩy không thôi. Keng keng keng, kiếm khí huyết ma đồ phát ra vừa chém vào trên người long lân lập tức nứt toác, rồi sau đó biến mất không còn tung tích. Cái gì, huyết ma đồ không ngờ kiếm khí đó sẽ bị Tiêu Chính Văn hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế. Ông ta là người đã trải qua trận chiến lớn cách đây 200 năm, kinh nghiệm chiến đấu phải nói là phong phú đến cỡ nào. Ngay cả không ít ông lão cùng thời kỳ với ông ta cũng không thể hóa giải kiếm khí sắc bén của ông ta chỉ trong tích tắc. Nhưng con rồng vàng là sao? Huyết ma đồ biết đó chỉ là con vật hư ảo mà Tiêu Chính Văn dùng chân khí hóa thành chứ không phải là rồng thật. Đừng nói là con vật hư ảo, dù là long tộc thật cũng không thể có uy thế mạnh như thế chứ nhỉ? Rất lạ sao? Điều khiến ông càng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó bước ra. Vung một cánh tay lên, thương long màu trắng đó bay ra. Một âm thanh cực lớn vang lên, sau khi đến phía sau Tiêu Chính Văn, Điền Thương Hải vừa khôi phục vài phần sức chiến đấu vẫn chưa kịp ra tay thì đã bị đánh rơi xuống từ trên không trung. Xem đây, không để Tiêu Chính Văn tiếp tục tung đòn ra, một luồng kiếm khí của huyết ma đổ lao đến, Tiêu Chính Văn cũng chỉ đành thôi truy giết Điền Thương Hải, xoay người đỡ đòn của huyết ma đổ. Lúc này ngay cả Sở Hồng Thiên ở trên Thiên Sơn cũng ngây ngốc. Lúc trước ông ta chỉ biết Tiêu Chính Văn có sức mạnh vô địch, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn thế mà lại mạnh đến mức này, cùng lúc đánh với hai cao thủ nhân vương cấp 5 lại có thể thong dong như thế. Tiêu Chính Văn, sao cậu có thể mạnh đến thế? Ánh mắt Sở Thiên Hồng lóe sáng, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Sao ông ta lại không muốn có được sức chiến đấu như Tiêu Chính Văn chứ? Một mình có thể đánh với hai cao thủ nhân vương cấp 5. Nếu ông ta cũng có sức chiến đấu như thế, ít nhất trước khi các cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cả thế giới đều sẽ bị ông ta dẫm dưới chân. Lúc này Tiêu Chính Văn thậm chí đã làm cả võ tông phải kinh ngạc, ngay cả võ thí thiên đang bế quan để đột phá cũng bị khí thế mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn làm cho chấn động. Lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn một mình đối mặt với hai cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5, võ thí thiên cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Trước đó 3 ngày, ông ta mới vừa đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng không ngờ sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn lại vượt cả ông ta. Còn các tông môn lớn của võ tông càng kinh hãi hơn. Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường đến từ thế tục, không có bối cảnh, sao cậu ta có thể mạnh đến mức này? Nói không ngoa thì Tiêu Chính Văn đang tạo ra lịch sử. Lúc này ngay cả huyết ma đồ cũng cảm thấy nóng mặt. Lúc nãy Điền Thương Hải lặng lẽ đi đến phía sau Tiêu Chính Văn rõ ràng muốn đánh lén Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, hiện giờ đang ở trong thế trận hai người họ bao vây tấn công một mình Tiêu Chính Văn. Dù như thế hai người họ cũng chẳng chiếm được ưu thế nào. Với thân phận của huyết ma đồ, đánh đến mức này thì còn mặt mũi nào nữa. Đường đường là hầu tước huyết tộc lại bị một hậu bối đánh bại, ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác đây. Chết đi! Huyết ma đồ tức giận hét lên, khí thế cả người càng không hề che giấu bộc phát đến cực điểm. Chỉ thấy trên bầu trời, gió mây đều thay đổi, mặt trăng mặt trời xoay chuyển, những tia sáng kèm theo những ảo ảnh khác nhau xuất hiện gần như cùng một lúc. Đây là trận pháp thời không. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên. Trước đây Tiêu Chính Văn cũng không phải chưa từng nhìn thấy trận pháp thời không, nhưng có thể sử dụng nó đến trình độ như huyết ma đồ thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Cả võ tông chỉ có hai trận pháp bí ẩn nhất đó là trận pháp thời không và trận pháp không gian mà Tiêu Chính Văn thành thạo nhất. Có thể nói hai loại trận pháp này vừa có nơi tương đồng vừa có sự khác biệt. Nhưng cho dù là cái nào thì uy lực vẫn không thể đánh giá được. Cậu có biết đạo lý thời gian như thoi đưa, vạn vật đều bị hủy hoại. Huyết ma đồ chắp một tay ra sau lưng, kiêu ngạo nói. Thấy hiện tượng kỳ lạ trên trời, cuối cùng Lục Tiểu Thiến cũng thở phào. Sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn có cao đi chăng nữa thì dù sao kiến thức của anh ta cũng có hạn, sự tuyệt diệu của trận pháp thời không há có thể là thứ anh ta lĩnh hội được sao?
nhưng dù Tiêu Chính Văn có chết trong trận pháp thời không của huyết ma đồ cũng đủ để khiến người huyết tộc phải nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khác. Dù sao với bất kỳ ai thì trận pháp thời không cũng không dễ dàng lấy ra sử dụng, trừ khi đến lúc bất đắc dĩ. Một hậu bối như Tiêu Chính Văn lại có thể ép huyết ma đồ đến mức này chứng tỏ thực lực của Tiêu Chính Văn đáng sợ đến thế nào. Hai, e là trận chiến này đã kết thúc rồi. Lý Chính Đạo ngẩng đầu lên nhìn hiện tượng lạ trên trời, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc thở dài. Thường thì trận pháp thời không này đều là cách cuối cùng cho một trận đấu của các cao thủ. Mặc dù Lý Chính Đạo cũng khen ngợi thực lực của Tiêu Chính Văn, nhưng với tuổi của cậu ấy sao có thể hiểu được trận pháp thời không? Đây giống như trận đánh giữa hai đội quân, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng chỉ biết mình mà không biết ta thì sao có thể thắng được. Dù là mấy người độ thiên chân nhân đang ở một bên xem trận chiến cũng toát mồ hôi thay Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là Lý Chính Đạo. Bù, một cơn gió mạnh nổi lên, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều bông tuyết, nhưng nó lại không rơi xuống đất mà nổi lên từng sóng gợn trong không trung. Lúc này những người trong võ tông đều trợn to mắt, căng thẳng nhìn về phía Sơn Thành. Thậm chí có không ít người còn lấy kính viễn vọng ra nhìn. Một trận đại chiến như thế này không phải là trận chiến mà người ở cấp bậc như bọn họ ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Dù có thể học được một chút trong đó cũng sẽ có chút lợi với tương lai của họ. Từng giây từng phút trôi qua, da Tiêu Chính Văn bắt đầu trở nên khô hơn, tóc đen cũng dần biến thành tóc bạc. Khuôn mặt vừa rồi còn tràn đầy sức sống cũng xuất hiện từng đường nếp nhăn. Tiêu Chính Văn đang già đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy cảnh tượng này, ngay cả người dân Sơn Thành đang xem trận chiến bên dưới cũng thấy ớn lạnh. Tuổi thọ của cậu đang dần bị rút cạn, cùng lắm là cậu vẫn có thể sống được trong 10 hơi thở nữa. Huyết ma đồ chắp tay ra sau lưng, tóc dài tung bay trong áo. Bất kỳ ai, thậm chí ngay cả sông núi không có sinh mệnh cũng không thể nào ngăn được dòng chảy thời gian. Tục ngữ có câu, thời gian như dao, thế sự xoay vần. Lý Chính Đạo ở một bên không khỏi nhíu mày, ông ta không có cách phá hủy bí thuật này. Lúc này ông ta cũng như lửa đốt nhưng không thể giúp gì được cho Tiêu Chính Văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn già đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hơn nữa ông ta biết rõ trận pháp thời không này là trận pháp khó phá giải nhất. Dù sao thời gian là thứ vô hình, không thể nắm bắt được. Đây không giống đao kiếm, càng không giống những đòn tấn công hữu hình. Sau khi tế bào của cơ thể nhanh chóng chết đi, Tiêu Chính Văn cũng sẽ biến thành một bộ xương trắng. Mọi chuyện không thể xoay chuyển bằng cách bình thường. Ngay lúc huyết ma đồ đang đắc ý, khuôn mặt Tiêu Chính Văn lại hiện lên vẻ chế giễu. Thật ra từ lần trước, sau khi Tiêu Chính Văn được xin chỉ bảo trận pháp thời không ở Âu Lục thì đã nghiên cứu về trận pháp này. Sở dĩ lúc nãy anh để mặc cho huyết ma đồ thi triển trận pháp thời không với mình chỉ là muốn cảm nhận cao thủ ở cấp bậc như huyết ma đồ khi sử dụng trận pháp thời không có gì khác với cường giả cảnh giới thiên thần. Chẳng qua kết quả lại khiến Tiêu Chính Văn rất thất vọng. Cho dù là huyết ma đồ hay cường giả thiên thần ở Âu Lục cũng đều không lĩnh hội được đến tinh túy và chân lý của trận pháp thời không. Có thể nói họ chỉ có được bề ngoài của nó, không có được linh hồn sâu bên trong. Ông có chắc mình đã hiểu rõ trận pháp thời không không? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, trong dòng thời gian vô tận, mỗi chúng ta đều nhỏ bé giống một hạt cát sa mạc. Ông từng nghe nói cát có thể thay đổi hướng của một dòng sông lớn chưa? Giọng Tiêu Chính Văn vang lên, nhưng khuôn mặt anh vẫn già đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hừ, mạnh miệng chẳng có tác dụng gì. Cho dù cậu có biện minh thế nào thì chẳng phải vẫn chỉ có thể trơ mắt chờ chết sao? Huyết ma đồ khẽ cười, kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn. Thậm chí trong mắt ông ta còn hiện lên vẻ đồng tình. Với tư chất của Tiêu Chính Văn, nếu cho cậu thêm thời gian, có thể sẽ trở thành sự tồn tại vô địch thật. Tiếc là cậu ta không có cơ hội đó. Thời gian, vừa dứt lời Tiêu Chính Văn tiến về trước một bước, sau đó một tay chỉ trên trời. Bùm! Một luồng sóng gợn thoáng hiện lên, sau đó gợn sóng càng lan rộng ra, thậm chí bao trùm cả Hoa Quốc. Cây cối trên vô số ngọn núi và sông nổi tiếng lập tức khô héo, trên mặt đất cũng khô héo và thay đổi. Trận pháp thời không có ý nghĩa là tự nhiên, thời gian và không gian, đất trời, vạn vật không gian vốn dĩ là một thể, sao có thể là thứ mà ông tùy ý tách rời được chứ? Hôm nay cho ông biết cái gì mới là trận pháp thời không thật sự.
Nói rồi Tiêu Chính Văn giang thẳng bàn tay ra, rồi lại hơi siết lại. Khoảnh khắc ngón tay Tiêu Chính Văn siết lại, khuôn mặt vốn dĩ đã già nua của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Mái tóc bạc trắng dường như cũng đen tuyền như trước cùng lúc. Càng kỳ lạ hơn là thời gian ở cả Hoa Quốc gần như đều ngừng lại trong một giây này. Trong không trung phát ra âm thanh cực lớn kinh thiên động địa. Không trung không xuất hiện bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào dường như chưa từng xảy ra chuyện này vậy, nhưng ngay lúc mọi người nghĩ sẽ không xảy ra cái gì thì bầu trời bỗng xuất hiện hiện tượng các đám mây lần lượt cuộn lại. Lúc này huyết ma Đồ Hãi Hùng đứng ngây người giữa không trung, gương mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Vì lúc này ông ta có thể cảm nhận được rất rõ sinh mạng của mình đang giảm rất nhanh. Dường như tuổi thọ của hàng nghìn sinh linh bị tước đoạt đã thêm vào trên người ông ta. Cơ thể ông ta đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy, mái tóc lập tức bạc đi trông thấy, da cũng nhanh chóng bị lão hóa. Ngay cả đôi tay trông giống thanh niên cũng trở nên nhăn nheo. Sức mạnh vốn dĩ rất dồi dào trong người ông ta cũng đang bị rút cạn. Dường như chỉ trong một giây, ông ta đã trải qua hàng nghìn năm. Chuyện này không thể nào, sao cậu có thể biết trận pháp thời không? Sao tôi lại già đi, huyết ma Đồ nhìn đôi tay như đang khô héo của mình hét lên một tiếng tức giận không dám tin. Ông ta không thể tin, càng không thể thuyết phục bản thân, một chàng trai chưa đến 30 tuổi thế mà lại đang sử dụng trận pháp thời không để đoạt đi tuổi thọ của ông ta, còn ông ta lại không thể phản kháng. Bấy giờ huyết ma Đồ tức giận đến cực điểm bỗng tiến về trước một bước, nhưng ngay sau đó một tiếng xương gãy vang lên. Rắc, sau đó huyết ma Đồ lảo đảo ngã xuống đấy, rơi thẳng từ trên cao xuống. Tuổi thọ của ông ta gần như đã cạn, thậm chí còn chẳng có sức lực để đứng vững. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, thậm chí có thể nhét một quả trứng vào đó. Tiêu Chính Văn còn trẻ như thế mà đã có thể chế ngự huyết ma Đồ trên trận pháp thời không? Sở Hồng Thiên không dám tin vào mắt mình. Thật ra trong lòng ông ta, Tiêu Chính Văn chẳng qua là vì kế thừa quốc vận của Hoa Quốc, cộng thêm tư chất hơn người nên mới có thể có sức mạnh hơn xa đám lão quái vật về sức chiến đấu. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có nhiều bản lĩnh như thế. Chỉ trong tích tắc, Tiêu Chính Văn đã hoàn hảo đối phó lại đối phương bằng cách đối phương đã làm với mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết họ cũng sẽ không tin mọi chuyện là thật. Cậu, tôi, huyết ma Đồ vừa lên tiếng, còn chưa nói gì thì răng của ông ta đều lần lượt rơi xuống. Có lẽ tôi không nên đến thế tục. Nói rồi huyết ma Đồ nôn ra một ngụm máu, lúc này ông ta đã như ngọn đèn trước gió, sinh mạng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta không cam lòng, mình thế mà lại chết trong tay một hậu bối. Hủy diệt một đời anh minh của ông ta. Lúc này hơi thở chết chóc đã lan tràn khắp người ông ta, đôi mắt lấp lóe của ông ta cũng bắt đầu không còn như trước. Ông yên lòng ra đi nhé. Tiêu Chính Văn xoay người đi, thậm chí không thèm liếc nhìn ông ta một cái, sải bước đi thẳng về phía Điền Thương Hải. Phụt, ngay khi Tiêu Chính Văn xoay người đi, huyết ma Đồ bỗng nôn ra một ngụm máu, cơ thể rơi thẳng từ trên cao xuống. Bùm! Những bông hoa lộng lẫy trên bầu trời khiến cả bầu trời đêm được chiếu sáng giống như ban ngày. Cơ thể huyết ma Đồ vẫn chưa rơi xuống đất đã băng giải. Biến thành vô số tia sáng rồi phân tán trong không khí, như thể ông ta chưa từng đến thế giới này vậy. Một huyết ma Đồ oanh liệt đã biến mất vào lúc này. Lúc này, xung quanh vô cùng im ắng. Đây là lần đầu tiên có cao thủ trong giới thế tục giết chết cao thủ nhân vương cấp 5 trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa còn là một vị lão quái sống sót trong trận đại chiến 200 năm trước. Từ khi linh khí khôi phục, cho dù là Hoa Quốc hay là thế giới thì tất cả thế lực trong giới thế tục đều cho rằng bản thân không thể chống lại thế lực cường mạnh ở vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí còn không có sức để dẫy dụa, nhưng cảnh tượng Tiêu Chính Văn tự tay giết chết huyết ma Đồ đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Điền Thương Hải vốn luôn không cam lòng, cũng dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ trong lòng. Bàn về sức mạnh, 10 Điền Thương Hải cộng lại cũng không phải là đối thủ của huyết ma Đồ. Nếu không, cũng sẽ không đến lượt huyết ma Đồ làm vệ sĩ riêng cho Lục Tiểu Thiến. Trước đó, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chỉ như con kiến trong mắt ông ta. Nhưng bây giờ, hình bóng ấy thật đáng sợ. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn vung tay lên đã có thể hủy diệt trời đất,
cảm giác sợ hãi tột độ này khiến Điều Thương Hải gần như phát điên. Không, không thể nào, đôi mắt của Điền Thương Hải nhìn Tiêu Chính Văn với sự kinh hãi không gì sánh được, ý chí chiến đấu cũng tiêu tan. Dù có chấp nhận hiện thực trước mắt hay không thì cũng phải chiến đấu một trận sinh tử với Tiêu Chính Văn. Mùi máu tanh vô tận bỗng chốc tỏa ra, thậm chí còn bao trùm cả thành phố Sơn Thành. Lớp áo giáp trên người Tiêu Chính Văn ánh lên từng vệt máu, vô cùng kỳ lạ. Đến lượt ông rồi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, không hề có một chút cảm xúc nào. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tung nắm đấm, đồng thời, Điền Thương Hải cũng vội vã đấm đáp trả. Lúc này, ông ta đã không còn đường lui rồi. Sao Tiêu Chính Văn có thể để ông ta trốn thoát được? Bùm, hai nắm đấm va chạm, Điền Thương Hải bị hất bay ngược ra sau. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng không nương tay nữa, phóng người bay theo Điền Thương Hải ra ngoài rồi lại tung cú đấm. Mỗi cú đấm của Tiêu Chính Văn đều vô cùng hiểm ác, khí thế ngất trời. Chỉ với một cú đấm, áo giáp của Điền Thương Hải đã bị xé toạc, máu từ vết thương chảy xuống. Bụp bụp bụp, Tiêu Chính Văn đấm Điền Thương Hải hết cú này đến cú khác, cơ thể anh tiến lên không ngừng. Chưa đầy một khắc, Điền Thương Hải đã bị đánh tan nát. Dầm. Cuối cùng, cơ thể Điền Thương Hải đâm vào một ngọn núi lớn, đánh sập cả nửa đỉnh núi. Ông ta yếu ớt nhìn Tiêu Chính Văn chậm rãi đi về phía mình, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, cơ thể ông ta đã bị đánh tan nát, nằm trên mặt đất giống như một khối thịt thối không xương cốt, đến nhúc nhích một ngón tay cũng khó như lên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Lục Tiểu Thiến cũng sững sờ tại chỗ, không dám thở mạnh. Tiêu Chính Văn thật quá đáng sợ. Chỉ một chiêu đã hạ gục huyết ma đồ, ngay cả xương cũng không còn sót lại. Mà bây giờ, ngay cả một bị hầu tước huyết tộc cũng bị đánh đến không còn sức lực chống trả, thậm chí còn biến thành đống thịt nát. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn như bình thường, vô cùng khí thế giống như một vị thần giáng thế. Một mình ép đám người huyết tộc không ngóc đầu lên được. Loại khí thế bất khả chiến bại này cực kỳ hiếm thấy ngay cả trong đám cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Điền Thương Hải đang sống dở chết dở, sau đó quay sang nhìn Lục Tiểu Thiến. Chỉ riêng cái nhìn này thôi đã khiến khuôn mặt của Lục Tiểu Thiến tái nhợt như tờ giấy, mí mắt cô ta giật giật, lông trên người dựng đứng. Tiêu, à, vua Bắc Lương, huyết tộc chúng tôi sẽ ngừng truy bắt nhà họ Chu và nhà họ Lý, chỉ cần anh Tiêu đồng ý. Lục Tiểu Thiến còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh giọng cắt ngang, chuyện đã đến nước này. Cô có tư cách gì mà dám đàm phán với tôi? Cái gì? Lục Tiểu Thiến thấy Tiêu Chính Văn bước về phía mình, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lẽ nào Tiêu Chính Văn định, vua Bắc Lương, anh định làm gì? Lẽ nào anh muốn giết tôi sao? Lục Tiểu Thiến là con gái lớn nhà họ Lục, cho dù các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều vô cùng muốn giết cô ta, nhưng cũng không có ai dám dễ dàng động đến cô ta. Đây là lý do vì sao cô ta dám dẫn người đến Sơn Thành. Kẻ giết người bị người ta giết cũng đáng. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, thế nào? Cô Lục không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Tiêu Chính Văn, đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền tới, Thiên Minh Tử luôn ẩn trong bóng tối cuối cùng cũng lên tiếng. Một luồng ánh sáng bạc phóng thẳng lên trời, hướng về phía Sơn Thành. Thiên Minh Tử biết rõ, quân cứu viện sắp đến cho nên ông ta không còn sợ bất kỳ ai nữa. Thiên Minh Tử vừa dứt lời. Ông ta đã đến chỗ Tiêu Chính Văn và Lục Tiểu Thiến. Dừng tay, bản soái muốn làm gì, đến lượt một con kiến như ông chen vào sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Tiêu Chính Văn, cậu nên biết cô ta là con gái lớn nhà họ Lục. Giết cô ta chắc chắn sẽ mang lại tai họa lớn cho Hoa Quốc. Hơn nữa, đừng tưởng ở giới thế tục không có ai xử lý được cậu. Thế lực của nhà họ Lục rất lớn, một tên tiểu bối như cậu không biết được đâu. Nếu không muốn trận đồ sát như 400 năm trước lặp lại một lần nữa ập đến Hoa Quốc thì cậu đừng hành động hấp tấp. Thiên Minh Tử nghiến răng quát Tiêu Chính Văn. Ông ta sắp tức chết rồi. Hôm nay, Tiêu Chính Văn đã giết một vị cao thủ nhân vương cấp 5, điều này tương đương với việc cướp đi hào quang của ông ta trước mặt người dân Hoa Quốc. Thiên Minh Tử vừa nói xong, Lục Tiểu Thiến cũng giễu cợt Tiêu Chính Văn, tôi nói cho anh biết. Chỉ cần anh động đến một sợi tóc của tôi thì toàn bộ Hoa Quốc sẽ phải quỳ xuống đỡ tôi dậy. Thế lực của nhà họ Lục phía sau cô ta quả thực rất mạnh. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng phải nể mặt nhà họ Lục vài phần,
không vào bước đường cùng thì Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ không dễ dàng khai chiến với nhà họ Lục. Tiêu Chính Văn, tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền đẩy Hoa Quốc xuống vực thẳm chỉ vì ân oán cá nhân. Một khi xảy ra xung đột với nhà họ Lục, cậu có biết sẽ phải đối mặt với tai họa gì không? Cho dù cậu là vua Bắc Lương thì đã sao, cho dù là thiên tử thì đã sao? Ở trước mặt nhà họ Lục, cả Hoa Quốc chẳng là gì cả. Nói thật cho cậu biết, đắc tội với nhà họ Lục chỉ có một con đường chết, cho dù là cậu hay là thiên tử Hoa Quốc thì đều không thể cứu được nhà họ Chu và nhà họ Lý. Nếu không phải cậu luôn ra mặt giúp đỡ hai nhà bọn họ thì chúng ta có cần phải khai chiến với huyết tộc không? Thiên Minh Tử chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn quát lớn. Cậu Tiêu, muốn cả Hoa Quốc mạo hiểm vì hai nhà bọn họ chẳng phải là hơi quá đáng không? Một ông lão ở Tung Sơn lên tiếng. Vào lúc này, ngay cả những người bình thường của Hoa Quốc đang xem truyền hình trực tiếp trước TV đều cảm thấy lời nói của Thiên Minh Tử rất có lý. Không thể mạo hiểm cả Hoa Quốc chỉ vì mấy chục người đó được. Hai, lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự muốn dồn Hoa Quốc chúng ta vào ngõ cụt sao? Đáng tiếc là tôi không thể lên tiếng công khai, nhưng Tiêu Chính Văn nên nghĩ đến người nhà của mình chứ nhỉ? Hừ, theo tôi thấy, cậu ta cũng chỉ giả bộ vậy thôi. Đừng nói là cậu ta, cả võ tông này cũng không có ai dám động vào nhà họ Lục. Các vị trưởng lão và môn chủ tông môn đều lên tiếng bàn luận. Từ sau chuyện bọn họ ép cung trong Thiên Tử Các, bọn họ và giới chính trị đã ngầm hiểu có một số lời không thể nói ra. Nếu không sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên tử. Thảm họa, đại họa, Tiêu Chính Văn nhếch mép cười, lạnh giọng nói, nếu tôi vẫn muốn giết thì sao? Cái gì, nghe vậy, Thiên Minh Tử bĩu môi khinh thường nói, Tiêu Chính Văn, vậy thì đừng trách tôi mời cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đến xử lý Hoa Quốc. Nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn giết huyết ma đồ chỉ bằng một chiêu, Thiên Minh Tử cũng biết với thực lực của mình, chắc chắn không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta dám nhảy ra ngoài, không phải vì tự tin vào thực lực của mình mà là vì cứu viện của ông ta sắp đến rồi. Ngay từ đầu, ông ta lấy danh nghĩa vì người dân đấu lại huyết tộc, nhưng thực chất trở về giới thế tục để lừa lấy nguyện lực của người dân cho lãnh cao cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực. Sau chuyện của Axeller, lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực cũng phải phái người đến thế tục để giúp Thiên Minh Tử giải quyết rắc rối lớn này. Luồng ánh sáng ở phía chân trời vừa rồi quả thực là quân cứu viện của Thiên Cung Bắc Cực. Thiên Minh Tử cùng từ đó mà mơ tưởng, chỉ cần mượn tay của các cao thủ Thiên Cung Bắc Cực để giết Tiêu Chính Văn thì ông ta sẽ có thể sống vui vẻ trong giới thế tục. Cao thủ vùng ngoài lãnh thổ, ông lấy Thiên Cung Bắc Cực ra uy hiếp tôi sao? Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt tràn ngập sát khí. Uy hiếp cậu thì sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Dám làm kẻ thù của Thiên Cung Bắc Cực. Cậu xứng sao? Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Không chỉ người dân ở Sơn Thành nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, mà thậm chí còn vang ra cả toàn bộ Hoa Quốc. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thành phố Sơn Thành. Từ trên trời, một luồng ánh sáng khổng lồ từ từ rơi xuống, như thể thần Phật ở chín phương trời giáng thế. Một bóng người mặc áo choàng trắng từ từ bước ra khỏi tia sáng. Khí tức vô cùng đáng sợ, ngay cả sông núi Hoa Sơn cũng phải khuất phục dưới chân người đó khi vừa xuất hiện. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn bóng dáng kia, chỉ thấy một luồng ánh sáng rực rỡ, nối liền ông ta và Thiên Minh Tử lại với nhau. Tia sáng này chỉ có người đẳng cấp như Tiêu Chính Văn mới có thể nhìn thấy, còn người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được. Tiêu Chính Văn có thể nhìn thấy rõ ràng đó là ảo ảnh, nói chính xác hơn. Cơ thể thật sự của ông lão mặc áo choàng trắng không hề đến giới thế tục, mà chỉ sử dụng một loại trận pháp không gian đặc biệt để tạo ra ảo ảnh mà thôi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Thiên Minh Tử đã thu thập được nguyện lực, nhưng đã bị người này hấp thụ và biến đổi với tốc độ rất nhanh. Rõ ràng, thực lực cảnh giới của người này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể tưởng tượng nổi, càng không phải là người Tiêu Chính Văn có thể so tài. Suy cho cùng, ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng chưa đạt với cảnh giới có thể chuyển hóa ý chí. Tiêu Chính Văn cũng không thể nhìn thấu được cảnh giới của đối phương. Lúc này, ngay cả đám người Lục Tiểu Thiến cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, ngay lập tức hiểu ra tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ mọi chuyện đều là do ông đứng sau điều khiển nhỉ. Bao gồm huyết tộc và cả trận đấu ngày hôm nay, đều là do một mình ông gây ra,
Tiêu Chính Văn nói với vẻ khinh thường. Hỗn láo, cậu chỉ là một tiểu bối nhỏ bé, mà lại dám khinh thường tôi. Đợi đến ngày tôi trở lại giới thế tục, tôi nhất định sẽ chém đầu cậu. Ông lão áo trắng nói với giọng lạnh lùng và uy nghiêm. Với vô số nguyện lực được ông lão áo trắng hấp thụ và chuyển hóa, trời đất càng xuất hiện nhiều dị tượng. Bỗng chốc, trong hư không, vô số tia sáng đột nhiên sáng lên, giống như mặt trời mọc giữa đêm. Ngay cả Âu Lục và Mỹ Lục cách xa ngàn dặm cũng sáng như ban ngày. Tiêu Chính Văn, cậu sắp chết rồi mà còn dám ngông cuồng thế sao? Nói xong, Thiên Minh Tử bước lên, đứng trước mặt Lục Tiểu Thiến, chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói, hôm nay, trừ phi cậu giết được tôi, nếu không đừng bao giờ nghĩ đến chuyện động vào cô ấy. Nhìn thấy bóng dáng của ông lão áo trắng ngày càng hiện rõ, Tiêu Chính Văn liền gật đầu chế nhạo. Mặc dù đây chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng đủ để thấy ảo ảnh này có thể hóa thành thật. Giống như Tam Thái Tử Na Cha trước đây, chỉ cần nhận đủ hương hỏa là có thể định hình lại cơ thể vàng ngọc. Trong Thiên Sơn Thư Lục, cũng có ghi chép về một loại trận pháp thất truyền vào thời cổ đại. Chỉ cần trước khi chết, chôn hài cốt trong trận pháp, xây lại thành miếu, được người cung phụng thì chỉ cần 100 ngày sẽ có thể sống lại. Mặc dù thủ đoạn của ông lão áo trắng có một vài điểm khác với phương pháp được ghi trong Thiên Sơn Thư Lục, nhưng bản chất không khác nhau. Nguyện lực đúng là thứ tốt, nhưng ông cho rằng Thiên Minh Tử xứng đáng để người dân Hoa Quốc tôn sùng chỉ vì dựa vào những gì ông ta đã làm sao? Tiêu Chính Văn nhìn Thiên Minh Tử với vẻ mặt giễu cợt. Thiên Minh Tử nghe xong hơi sững sờ, sau đó khinh thường nói, tôi không xứng, lẽ nào cậu xứng sao? Mấy ngày trước, khi tôi đại diện Hoa Hoa Quốc chiến đấu với huyết tộc trên đỉnh Hoa Sơn, cậu đang ở đâu? Ngay cả lộ mặt cậu cũng không dám. Từ khi huyết tộc trở lại, cậu đã làm được gì ngoại trừ mang lại tai họa cho người dân Hoa Quốc? Vì nhà họ Lý và nhà họ Chu, cậu thậm chí còn khai chiến với huyết tộc. Lẽ nào người dân Hoa Quốc không tôn sùng tôi mà lại đi tôn sùng một tên đầu sỏ tội ác như cậu sao? Thiên Minh Tử vừa dứt lời, một cái tát giòn giã đã tát vào mặt Thiên Minh Tử. Ngay cả Thiên Minh Tử cũng bị cái tát này làm cho choáng váng. Ai dám đánh lén tôi? Thiên Minh Tử vô cùng tức giận khi bị tát trước mặt người dân cả nước. Thiên Minh Tử vẫn cần thể diện. Chu Trấn Long, vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Hừ, ông chỉ là một tên bại trận dưới tay tôi, mà còn dám khiêu khích tôi. Không sợ tôi giết ông sao? Thiên Minh Tử nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Chu Trấn Long. Giết tôi, ông cho rằng ông có thể đánh bại tôi thật sao? Một nhân vương cấp 5 cảnh giới bất ổn như ông mà cũng dám nói ra lời ngông cuồng như vậy à? Tôi thật sự rất tò mò ai đã cho ông dũng khí này. Còn nữa, ông thật sự nghĩ rằng trong nhận chiến trên đỉnh Hoa Sơn, ông đã đánh bại hầu tước huyết tộc bằng sức mạnh của mình sao? Nói xong, Chu Trấn Long lại nâng tay lên tát một cái nữa. Động tác của Chu Trấn Long rất chậm. Ông ta cố ý cho Thiên Minh Tử đủ thời gian để chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Trấn Long nâng tay lên tát mình một cái nữa, Thiên Minh Tử vô cùng tức giận. Ông, khí tức xung quanh Thiên Minh Tử tỏa ra, nâng tay lên chặn cái tát của Chu Trấn Long. Nhưng cánh tay ông ta chỉ mới giơ lên được nửa chừng đã bị một lực mạnh đè lại. Bộp, âm thanh giòn giã vang lên khắp Hoa Quốc. Lần này, Thiên Minh Tử đã hoàn toàn choáng váng. Trước đây, ông ta đã từng đấu với Chu Trấn Long, hơn nữa còn đánh Chu Trấn Long thua thảm hại. Vậy mà mới chỉ qua mấy ngày, sao đến một cái tát mà ông ta cũng không chặn nổi nữa. Nếu ngày đó không có không phải cậu Tiêu thì ông cho rằng ông có thể thắng sao? Tôi bất tài nên không dám nói lời ngông cuồng, nhưng đánh ông thì dễ như trở bàn tay. Chu Trấn Long chắp tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường nói. Nghe xong những lời này, không chỉ có Thiên Minh Tử sững sờ. Mà ngay cả đám người Hoa Quốc luôn tâng bốc và bám chân Thiên Minh Tử đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là ông Tần, càng sốc trước lời nhận xét của Chu Trấn Long. Lúc này, xung quanh Sơn Thành có hàng trăm máy quay, gần như phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, cả thế giới đều có thể nghe được những gì Chu Trấn Long vừa nói. Chết tiệt, đây là tin lớn động trời. Náo loạn cả thời gian dài, Thiên Minh Tử thắng trận đó thì ra là do vua Bắc Lương sắp xếp trước. Mọi chuyện đảo lộn hết rồi. Đừng nói người bình thường không dám tin những chuyện này là thật, ngay cả Thiên Minh Tử cũng phải lắc đầu. Không thể nào,
Thiên Minh Tử tôi là đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực. Hôm đó rõ ràng là tôi đã chiến đấu hết mình mới có thể đánh bại được cao thủ huyết tộc. Thiên Minh Tử khàn giọng quát lớn. Chỉ dựa vào ông sao? Chu Trấn Long vung tay lên đấm một cú sang. Thiên Minh Tử tức đến mức mặt mày méo mó, Chu Trấn Long đấm một cú bên trái một cú bên phải ngay trước mặt người cả Hoa Quốc, đánh ông ta hệt như đánh một con chó, bảo ông ta giấu thể diện ở đâu. Thiên Minh Tử sao có thể ngồi yên chờ chết chứ? Ngay khi Thiên Minh Tử bùng phát khí thế muốn đánh trả bằng bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực thì một luồng khí tức mạnh mẽ bao vây lấy ông ta. Dù sao Chu Trấn Long cũng là hộ vệ đứng đầu nhà họ Chu, mặc dù ông ta không phải là cao thủ hàng đầu của nhà họ Chu, nhưng thực lực vẫn vượt xa Thiên Minh Tử. Huống gì Chu Trấn Long vừa đột phá nhân vương cấp 5, là cao thủ nhân vương cấp 6. Sức mạnh dồi dào đó là thứ mà ngay cả cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng không vững như Thiên Minh Tử có thể đánh lại sao. Bốp, lại một âm thanh rõ to vang lên, một cú đấm của Chu Trấn Long khiến khóe miệng Thiên Minh Tử chảy máu. Nửa bên mặt Thiên Minh Tử lập tức sưng vù như bánh bao, đau đến mức ông ta phải nhe răng. Dù có là đệ tử đứng đầu Thiên Cung Bắc Cực cũng chỉ như một đứa con nít 3 tuổi thôi chứ đừng nói là Thiên Minh Tử ông. Chu Trấn Long chắp một tay ra sau lưng khinh thường nhìn Thiên Minh Tử. Lúc này Chu Trấn Long hệt như một tiên trưởng có phong thái, khí khái bất phàm. Ngược lại Thiên Minh Tử cứ như một tên lưu manh bị đánh cho váng đầu sưng mặt. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều chấn kinh. Hiện thực bày ra trước mắt, trên đỉnh Hoa Sơn hôm đó, Thiên Minh Tử có uy phong đến mức nào? Có thể nói là đánh đến tứ phương, chân đạp lên vạn cổ. Nhưng mới có mấy ngày mà đã bị thuộc hạ cũ đánh đến mức không đánh trả lại được. Dù là tên ngốc cũng có thể nhìn ra rốt cuộc lời ai mới là thật, chẳng qua đến giờ Thiên Minh Tử vẫn không thể chấp nhận hiện thực trước mắt. Hơn nữa nếu chuyện hôm đó Chu Trấn Long và các cao thủ huyết tộc gây rối trở thành sự thật thì một đời anh minh của ông ta cũng sẽ một hủy hoại. Đến lúc đó ông ta hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng với Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa cái chết của Axeller, Thiên Minh Tử chỉ có thể bị xem là một con cờ bị bỏ đi, bị Thiên Cung Bắc Cực vứt bỏ như vứt rác. Xem ra trận chiến ở Hoa Sơn hôm đó có rất nhiều bí ẩn. Nói không chừng đúng là Tiêu Chính Văn ra mặt mới khiến cao thủ huyết tộc bại trận, hoặc trong đó có sự góp mặt của nhà họ Chu. Đúng thế, nếu không Chu Trấn Long là hộ vệ đứng đầu của nhà họ Chu, sao có thể đứng về phía Tiêu Chính Văn được? Điều này chứng tỏ hôm đó vua Bắc Lương không phải nhát cái mà là khinh thường không muốn đánh với huyết tộc. Một ông lão đứng trên đỉnh núi cách Sơn Thành chưa đến 100 cây số nói. Ông ta là trưởng lão của một tông môn lớn gần Sơn Thành. Trước đó ông ta luôn là một trong những người ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn. Ông ta vẫn luôn hô hào không công bằng cho Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao người đánh bại huyết tộc là Thiên Minh Tử, thế nên khoảng thời gian này ông lão cứ không vui. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta lại cảm thấy cực kỳ vui mừng. Cuối cùng vua Bắc Lương cũng đã không còn bị nói là nhát cái, hơn nữa sau khi mọi chuyện được làm rõ càng chứng tỏ vua Bắc Lương luôn một lòng vì Hoa Quốc. Trong lòng luôn để tâm đến sự an nguy của người dân. Thế mới thấy linh cảm của ông ta rất đúng, Tiêu Chính Văn chưa từng sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào, luôn là thần bảo vệ của Hoa Quốc. Xem ra đều là do chúng ta trách lầm vua Bắc Lương. Phải, người trước giờ vẫn xem chúng ta là người cũng chỉ có vua Bắc Lương. Phải đó, lúc nãy đấy, Thiên Minh Tử đó vẫn so sánh chúng ta với con kiến nhỏ bé. Loại người như ông ta sao có thể thật lòng với chúng ta chứ? Thoáng chốc cả mạng xã hội đều sôi nổi bàn tán chuyện này. Người dân Hoa Quốc ngồi xem trước TV cũng đều chỉ vào Thiên Minh Tử trên màn hình lớn tiếng mắng. Hình như sức mạnh ý chí của ông đang thay đổi rồi. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thiên Minh Tử và ông lão áo trắng. Lúc này sức mạnh ý chí vốn dĩ phát ra ánh sáng rực rỡ lại biến thành màu xám. Mặc dù đây cũng là một loại sức mạnh ý chí nhưng nói đúng hơn thì nên gọi là oán khí mới đúng. Sức mạnh ý chí và oán khí có thể được chuyển hóa, chỉ là sức mạnh ý chí có thể khiến thực lực của hấp thụ nó mạnh hơn, còn oán khí chỉ sẽ tiêu hao cơ hội sống của người hấp thụ. Vì sự thật đã rõ như ban ngày rồi, thế nên tình cảm tôn kính của người dân Hoa Quốc dành cho Thiên Minh Tử lập tức biến thành những lời nguyền rủa Thiên Minh Tử. Lúc này ngay cả Thiên Minh Tử cũng hoảng.
bây giờ ông ta không phải đang giúp vị kia của Thiên Cung Bắc Cực chuyển hóa sức mạnh ý chí nữa mà là đang làm tuổi thọ của ông ta tiêu hao. Hơn nữa liên tục hấp thụ sức mạnh ý chí này một khi đã xảy ra thì sẽ không bị ảnh hưởng của bất kỳ ai. Điều này giống như một người đang uống sữa, cốc sữa này không có độc, sau khi uống còn có thể tăng cường đề kháng. Nhưng lúc này có người cho thêm nửa cốc thạch tín vào sữa, mà người uống sữa đó lại chỉ có thể uống hết cốc sữa, không thể dừng lại nửa chừng. Dù là bởi vì ông, Chu Trấn Long đánh bại tôi thì thế nào? Ít nhất đám cao thủ huyết tộc đều bị một mình tôi đánh bại. Những gì Thiên Minh Tử tôi làm đều không thẹn với lòng. Hôm qua chính là Thiên Minh Tử tôi giết hầu tước huyết tộc ở trên Hằng Sơn, bảo vệ bình an cho mọi người. Ông, không để Tiêu Chính Văn lên tiếng, Chu Trấn Long đã giành nói trước, chỉ là giọng điệu lộ ra vẻ khinh thường. Tối qua chắc hẳn ông tham gia tiệc ở núi Điểm Thương chứ nhỉ? Chu Trấn Long cười khẩy hỏi. Nói bậy, người Hoa Quốc đều có thể làm chứng cho tôi từ chối thẳng lời mời của cô Lục. Ngược lại, tất cả mọi người đều biết Tiêu Chính Văn đã đồng ý. Mặt mày Thiên Minh Tử méo mó lớn tiếng hét lên với Chu Trấn Long. Nhà họ Chu các ông kết cấu với huyết tộc, với quan hệ của ông và Tiêu Chính Văn, chẳng phải Tiêu Chính Văn đến tham gia là chuyện đương nhiên sao? Sau khi trải qua sự căng thẳng ban nãy, không lâu sau Thiên Minh Tử đã bình tĩnh lại bắt bí mối quan hệ thân thiết giữa nhà họ Chu và huyết tộc. Nếu lần này ông ta không thể lấy lại quyền làm chủ tình thế nữa thì đợi ông ta chỉ có một con đường chết. Theo như ông nói, người đã giết hai hầu tước huyết tộc vào tối qua là ông à. Tiêu Chính Văn khẽ cười quay đầu lại nhìn Thiên Minh Tử. Còn phải hỏi nữa sao? Trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực sao có thể để người ngoài tùy ý sử dụng chứ? Thiên Minh Tử không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn đáp, nhưng bề ngoài vẫn tự nhận người bí ẩn trong đêm qua chính là ông ta. Dù sao chuyện đêm qua quá lớn, thừa nhận trước mặt không chỉ cực kỳ bất lợi với bản thân ông ta, mà thậm chí sẽ dẫn đến nạn hủy diệt cho Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn, cậu còn có gì để nói không? Dù là trận chiến ở Hoa Sơn đó có một phần sức của cậu nhưng cậu có thể so được với mọi thứ Thiên Minh Tử tôi làm cho Hoa Quốc sao? Lúc này giọng Thiên Minh Tử vang lên đất trời, trong đó còn chứa chân khí khiến giọng ông ta vang vọng khắp Hoa Quốc. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một bóng người già nua bỗng xuất hiện trên bầu trời Sơn Thành. Khí thế đó cực kỳ uy nghiêm cứ như thiên đế sắp giáng trần. Truyền lại lệnh của tộc trưởng gia tộc Ấn, trong vòng 3 ngày Hoa Quốc phải giao ra hung thủ đã sát hại vương tử Axeller, nếu không gia tộc Ấn sẽ tàn sát Hoa Quốc. Ông lão áo xám đó trầm giọng nói với giọng điệu không thể tha thứ. Những lời ông lão đó nói khiến Thiên Minh Tử không khỏi rùng mình. Ông ta không ngờ người nhà họ Ấn lại đến thế tục nhanh đến thế. Tiêu Chính Văn chế giễu nhìn Thiên Minh Tử nói, Thiên Minh Tử, chẳng phải ông nói đêm qua chính ông đã giết người của hầu tước huyết tộc đó sao? Vậy cái chết của Axeller có phải cũng do ông làm không? Thiên Minh Tử bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức cứng họng. Ông ta nào dám thừa nhận ngay trước mặt người gia tộc Ấn chứ? Chỉ cần ông ta dám gật đầu, dù là Thiên Cung Bắc Cực cũng không thể đảm bảo được tính mạng của ông ta. Cho dù ở thế tục hay ngoài lãnh thổ, gia tộc Ấn cũng sẽ nghiền ép ông ta cứ như nghiền một con kiến vậy. Sao thế? Không dám nói à? Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó nói với ông lão đó, Axeller không biết trời cao đất dày thế mà dám giết hầu tước huyết tộc của người dân Hoa Quốc tôi. Gia tộc Ấn ông thì thế nào? Ông ta là vương tộc nhà họ Ấn có làm sao? Kẻ nào dám xâm chiếm một tấc đất của Hoa Quốc đều phải chết. Axeller và hầu tước huyết tộc đều chết trong tay tôi, nếu ông không phục thì có thể giáp mặt tôi bất cứ lúc nào. Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến cả nước xôn xao. Không ai ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại thừa nhận mình chính là hung thủ trước mặt sứ giả của cổ tộc họ Ấn. Đến bây giờ, sự thật đã rõ như ban ngày. Dường như mọi người đều đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trước mặt sứ giả của cổ tộc họ Ấn, Thiên Minh Tử sợ hãi đến mức đánh giấm cũng không dám. Nhát gan như ông ta, khi biết được đối phương là vương tử của cổ tộc họ Ấn Axeller, liệu ông ta có đủ can đảm để ra tay không? Không quỳ dưới chân dập đầu vài cái đã là kỳ tích rồi. Trái lại mặt Tiêu Chính Văn không đổi sắc, tim không đập loạn, vẻ mặt như thường, trước mặt thừa nhận mình là hung thủ. Điều này cho thấy, đêm đó người giết hầu tước của huyết tộc và chém chết Axeller ở Mỹ Lục chính là Tiêu Chính Văn.
Nếu không Tiêu Chính Văn sẽ tuyệt đối không có can đảm như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua, người truy sát hầu tước của huyết tộc không phải Thiên Minh Tử, mà là vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn? Người báo thù rửa hận cho võ tông Hoa Quốc của chúng ta, hóa ra lại là vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương muôn năm, trong chốc lát Hoa Quốc lập tức sôi trào. Thậm chí có nhiều người đã khóc, khóc vì cảm động và xấu hổ. Từ trước tới nay họ luôn hiểu lầm Tiêu Chính Văn, thậm chí còn chửi rủa công kích Tiêu Chính Văn. Nhưng cuối cùng, Tiêu Chính Văn là người duy nhất một lòng bảo vệ Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn, cho dù tối hôm qua tôi đi dự tiệc ở núi Điểm Thương, người giết Axeller tuyệt đối không thể là cậu. Axeller là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5. Lúc này, chân tay Thiên Minh Tử đã luống cuống, đến ông ta cũng có thể nhìn thấy được trên đỉnh đầu mình đã có một đám sương mù u tối. Đây chính là một điểm báo của việc nỗi căm hận đã tích tụ lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, Thiên Minh Tử cũng phải ngụy biện đến cùng. Ít nhất, trong tay ông ta vẫn còn một con át chủ bài, đó chính là người ra tay vào tối hôm qua, thủ pháp sử dụng đều là trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn là người ngoài, hoàn toàn không thể nắm giữ được trận pháp bí mật này. Chưa kể Tiêu Chính Văn không môn không phái, ngay cả người của năm đại danh sơn cũng không thể luyện được bí kíp của Thiên Cung Bắc Cực, trừ khi có người từ Thiên Cung Bắc Cực đích thân hướng dẫn. Nhưng người của Thiên Cung Bắc Cực vẫn luôn coi người thế tục như sâu bọ, sao có thể tốt bụng đến vậy? Tiêu Chính Văn, dù cho cậu muốn đánh lừa dư luận, nhưng đáng tiếc, tối hôm qua người thần bí ấy thi triển trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi. Cậu là một thằng nhóc trong thế tục, sợ là đời này không có duyên thấy được đâu. Thiên Minh Tử vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn khinh thường lạnh lùng bật cười, trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực ư. Ông cho rằng chút tài mọn đó của Thiên Cung Bắc Cực các ông rất khó sao. Tiêu Chính Văn nói xong liền giơ tay chỉ lên bầu trời đêm, đột nhiên, các ngôi sao trên bầu trời phát ra ánh sáng chói lọi, ngay cả ánh trăng cũng bị lu mờ đi. Trên bầu trời dường như có một dải ngân hà giống như thác nước, ánh sao như dòng nước chảy, tất cả đều vô cùng tự nhiên. So với cảnh tượng khi Thiên Minh Tử phủ xuống còn hùng vĩ hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Minh Tử cũng sửng sốt. Đó chính là thiên tinh thiểm diệu của Thiên Cung Bắc Cực, ngay cả ông ta sau khi nhập môn đã 10 năm mới miễn cường luyện thành. Tiêu Chính Văn sao có thể biết được trận pháp bí mật của Thiên Cung Bắc Cực? Ông còn điều gì muốn nói không? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Thiên Minh Tử. Không, không đúng, sao có thể là cậu? Thiên Minh Tử hồn bay phách lạc lắc đầu, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, bất luận ông ta có thừa nhận hay không, nhưng người ra tay tối hôm qua quả thật chính là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lấy đâu ra dũng khí để giết vương tử của cổ tộc họ Ấn. Thành thật mà nói, ngay cả khi Thiên Minh Tử là đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực, khi gặp Axeller cũng phải quỳ lạy. Một nhân vật đáng sợ mà đến cả ông ta còn phải quỳ xuống nghênh đón, Tiêu Chính Văn lại nói giết là giết sao? Tôi đã nói mà, người thần bí tối hôm qua nhất định là người có lai lịch không thể khinh thường, đâu thể là tên khốn Thiên Minh Tử kia được. Hừ, cái kẻ mua danh cầu lợi như ông ta còn muốn tranh công với vua Bắc Lương, thật sự không tự lượng sức mình. Thiên Minh Tử may nhờ phúc là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực, nếu ông ta là người thế tục giống chúng ta, không lột da rút xương ông ta không được. Các vị trưởng lão của Long Các đồng loạt nghiến răng nghiến lợi bàn tán. Sau nửa phút, Thiên Minh Tử đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn. Cậu lại dám giá họa cho Thiên Cung Bắc Cực. Giá họa, ông cũng đánh giá quá cao Thiên Cung Bắc Cực của ông rồi đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười một tiếng, dùng tay chỉ vào lão giả áo choàng trắng phía trước, tất cả những thứ này đều là vì ông ta. Nếu không phải vì dụ rắn ra khỏi hang, ông cho rằng ông có thể sống đến ngày hôm nay sao? Giờ phút này. Nhân vật cao cấp của Thiên Cung Bắc Cực đã tích tụ được một lượng lớn oán khí, ngay cả làn da mịn màng như nước trước kia của ông ta cũng bị phủ lên một tầng xám xịt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Không nói tới hình ảnh phản xạ của ông ta trong giới thế tục, ngay cả thân thể ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi cũng đã bị tổn thương rất lớn. Oán khí là thứ không chỉ tiêu hao tuổi thọ, còn có thể đầu độc lục phủ ngũ tạng, cho dù là cao thủ ở cảnh giới nào, bọn họ cũng không dám tùy tiện động đến oán khí. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao cao thủ càng mạnh càng để ý thể diện của mình. Dù không từ thủ đoạn đến đâu thì ít nhất trên danh nghĩa cũng đều phải đứng về phía chân lý và chính nghĩa.
Nếu không, ngày mà những oán khí dồn lên đến đỉnh điểm sẽ chính là ngày tàn. Khó chịu à, Tiêu Chính Văn nhìn lão già áo trắng cười khẽ. Vào lúc này, khi sự thật lộ ra, oán khí tích tụ lại càng lúc càng nặng, hơn nữa sắc mặt của ông ta cũng từ màu xám chuyển thành màu đen. Màu sắc càng đậm, tổn thương của người thu nạp oán khí càng nặng. Chu Trấn Long liếc nhìn vẻ mặt thống khổ của lão già mặc áo choàng trắng, khinh thường nói với Thiên Minh Tử, tôi nghĩ cô Lục hẳn có thể chứng minh, hôm qua các ông cùng nhau dự tiệc đấy. Nói rồi, Chu Trấn Long ý tứ sâu xa nhìn Lục Tiểu Thiến. Giờ phút này, tính mạng của cô ta đã nằm trong tay Tiêu Chính Văn rồi, sợ là chỉ cần nói dối nửa lời sẽ lập tức mất mạng. Vì vậy, Lục Tiểu Thiến cũng không thèm suy nghĩ, gật đầu lia lịa, không, không sai. Hôm qua Thiên Minh Tử quả thật đã ở núi Điểm Thương. Hơn nữa, còn có tông chủ của vài võ tông đi cùng. Vừa dứt lời, cả nước lại một lần nữa xôn xao. Thiên Minh Tử, ông là đồ khốn nạn. Lão già áo trắng suýt chút nữa tức giận đến nổ phổi. Lúc này, tình thế của ông ta đã vô cùng nguy cấp. Ông ta rất muốn cắt đứt liên hệ với mảnh oán khí trên đầu Thiên Minh Tử. Nhưng tất cả chuyện này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa. Thứ oán khí đó giống như trận hồng thủy ập tới, hơn nữa nó đã và đang tiêu hao tuổi thọ của ông ta. Nếu không phải cảnh giới cực cao và tuổi thọ cực dài của ông ta, giờ phút này, e rằng đã bị tên rác rưởi Thiên Minh Tử giết chết rồi. Thiên Minh Tử thấy tình hình của lão già áo choàng trắng không ổn, nhất thời hoàn toàn sụp đổ. Ông ta không bao ngờ được rằng toàn bộ sự việc sẽ phát triển theo một hướng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Trưởng lão! Chuyện này không liên quan gì đến tôi thật sự không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám lừa tôi. Trưởng lão, tôi, Thiên Minh Tử sợ tới mức mồ hôi đổ như mưa, toàn thân run rẩy. Chỉ dựa vào ông mà cũng xứng để bản soái bày mưu tính kế ư. Lúc bản soái chỉ huy thiên binh vạn mã, còn không biết ông đang ở xó xỉnh nào nữa đấy. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ tay phóng ra con dao quân đội năm cạnh. Trong nháy mắt. Chỉ thấy một luồng sáng lạnh xẹt qua vai Thiên Minh Tử. Phập, sau khi tia máu bắn tung tóe, nửa người Thiên Minh Tử bị đánh nát như. Ông cho rằng Tiêu Chính Văn tôi là người mà ông có thể muốn gây khó dễ là gây khó dễ sao? Sau khi Tiêu Chính Văn nói xong, anh tiện tay xuất một chiêu, con dao quân đội năm cánh lập tức bay trở lại. Phụt, còn chưa kịp định thần lại, một tia sáng lạnh đã đâm xuyên qua ngực Thiên Minh Tử, ông ta vừa muốn mở miệng nói gì đó. Cơ thể đã lập tức hóa thành vũng máu. Cho đến trước khi chết, trên mặt Thiên Minh Tử còn vẫn kinh ngạc. Ông ta chưa không ngờ rằng mình sẽ chết dưới tay một người trẻ tuổi ở giới thế tục. Hừ, giết, vị sứ giả của cổ tộc họ Ấn đó, vừa mới bước tới, Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu hét lên, cút. Chỉ đơn giản là một chữ cút nhưng vang dội như động đất, thậm chí còn tạo nên một trận cuồng phong. Đồng thời, áp lực của khắp đất trời gần như đè lên người lão già đó khiến ông ta không thể thở nổi. Phụt, lão già đó vừa muốn phản kháng liền phun ra một ngụm máu to. Cậu, được rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lão già ôm lấy ngực, vô cùng không cam tâm quay người rời đi, hóa thành một tia sáng, trốn chạy về phía Âu Lục. Cùng lúc sứ giả của cổ tộc họ Ấn bỏ chạy, nhân vật cao cấp của Thiên Cung Bắc Cực cũng phun ra một ngụm máu đen lớn. Ban đầu, ông ta hoàn toàn không bị tổn hại đáng kể nào, nhưng có một kênh kết nối ông ta với oán khí trên đỉnh đầu Thiên Minh Tử. Nếu Thiên Minh Tử không chết, nhiều nhất ông ta chỉ mất đi một phần tuổi thọ, điều dưỡng vài ngày là có thể hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng ai ngờ Tiêu Chính Văn lại cho Thiên Minh Tử nổ tung ngay trước mặt ông ta. Thiên Minh Tử chết đi, đám oán khí đó cũng tiêu tan, nhưng đây không phải là chuyện tốt với nhân vật cấp cao đó của Thiên Cung Bắc Cực. Khi oán khí biến mất, một luồng lực bắn ngược lại đột nhiên kéo tới. Ông ta còn chưa định thần lại đã bị đánh cho trọng thương nặng. Lúc này, ông thật sự bị Thiên Minh Tử hại thảm rồi. Tiểu bối, cậu dám, ông đây phải sống chết với cậu. Lão già mặc áo choàng trắng tức giận đến mức suýt nữa lại phun ra một ngụm máu. Nhìn ông đau khổ như vậy, thật sự khiến người ta không nhẫn tâm, chỉ bằng để tôi giúp ông chết một cách thoải mái được không? Trong khi nói, Tiêu Chính Văn đưa tay vẫy một cái, thanh kiếm Tần Vương đã nằm trong tay. Khi tia sáng lạnh lẽo đập vào mắt lão già mặc áo choàng trắng, luồng khí tức vạn cổ kia khiến ông ta kinh hãi. Ánh sáng bén nhọn trên thân kiếm lại mang theo hơi thở đế vương, thanh bảo kiếm nhất định là thần binh tuyệt thế.
Tuy rằng ông ta chỉ là một hình ảnh phản chiếu, theo lẽ thường, cho dù hình ảnh phản chiếu của ông ta bị Tiêu Chính Văn giết chết thì cơ thể thật của ông ta cũng sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng đối mặt với thần binh, kết quả lại hoàn toàn khác. Tiểu bối, cậu dám! Lão già mặc áo choàng trắng đột nhiên trợn to hai mắt, đồng thời khí thế toàn thân nổ tung. Ánh sáng chói lóa phát sáng chiếu sáng trời đêm thêm lần nữa, áp lực vô cùng lớn giáng xuống, thậm chí cả một phương trời đều không chịu được, như sắp sụp đổ. Sau lưng ông ta, dường như có một dải ngân hà đáng sợ xuất hiện. Dải thiên hà đó vô cùng sáng chói, như thể nó muốn nhấn chìm toàn bộ sơn thành. Nhưng tiếc rằng ông ta chỉ là một hình ảnh phản chiếu, hoàn toàn không phải cơ thể thật. Bởi vậy, luồng khí tức kinh người này chỉ có thể cho người ta cảm giác áp chế cực độ mà thôi, chứ không thể gây tổn thương gì cho bất kỳ ai. Nếu cơ thể thật của ông ta ở đây, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ giết chết toàn bộ người ở đây trong nháy mắt. Cấp bậc của ông ta sớm đã không phải cấp bậc mà cao thủ nhân vương cấp 4 hay cấp 5 có thể đối đầu được, chỉ cần một câu nói, một cái nhìn bình thường cũng đủ giết chết Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc là khi Tiêu Chính Văn đã đọc về hình ảnh phản chiếu trong Thiên Sơn Thư Lục từ lâu, bất luận là cơ thể thật có mạnh đến cỡ nào, thì một hình ảnh phản chiếu nhỏ bé chỉ có thể tạo ra một chút uy hiếp mà thôi. Vù! Tiêu Chính Văn vung kiếm, thanh kiếm Tần Vương mang theo uy lực vô song, phá tan tinh quang sau lưng lão già đó. Thằng danh, cậu dám khinh thường tôi như vậy sao? Lão già mặc áo choàng trắng hoàn toàn nổi giận, cho dù ông ta chỉ là một hình ảnh phản chiếu, cũng không phải là thứ mà một thằng danh con trong giới thế tục như Tiêu Chính Văn có thể khinh thường. Chỉ dựa vào cậu mà cũng dám vọng tưởng đấu với ông đây ư? Cho cậu thêm 100 năm nữa, cậu cũng không có tư cách đấu với tôi đâu. Tiêu Chính Văn không thèm nói nhảm với ông ta, một tay cầm kiếm, khí tức toàn thân đột nhiên bùng phát, tay trái khẽ vung, rồng vàng vọt thẳng ra ngoài. Một chùm sáng vàng vô cùng chói mắt, chiếu rọi đến mức không ai dám nhìn thẳng vào nó. Mà thanh kiếm Tần Vương trong tay phải của anh lại múa ra một đám mây bảy màu, dường như chỉ cần một chiêu công kích có thể đập nát cả sông núi một phương. Vù, lại là một nhát kiếm chém ra, lực uy hiếp của thanh kiếm này gần như sắp chặt đứt mây xanh, hủy diệt tất cả. Bùm, nhát kiếm này chém vào cơ thể lão già mặc áo choàng trắng không chút do dự, một chùm ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên. Dù không thể một nhát kiếm đập tan hình ảnh phản chiếu của lão già mặc áo choàng trắng, nhưng cũng khiến ông ta một phen loạng choạng. Cậu tự tìm cái chết. Lão già mặc áo choàng trắng lúc này bị một vầng bạch quang bao bọc, hoàn toàn không thấy rõ mặt của ông ta. Nhưng vào lúc này, ông ta đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. Nhát kiếm đó nhìn có vẻ không làm hại tới cơ thể ông ta nhưng sự thật thì không phải vậy. Cơ thể của ông ta ở vùng ngoài lãnh thổ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc. Nhát kiếm đó dường như mang theo thiên uy vô song, giống như thủy tần đích thân tới, khiến ông ta run sợ trong lòng. Ai chết còn chưa chắc đâu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn lại giơ kiếm lên, lão già mặc áo choàng trắng cũng hơi hoảng sợ. Nhát kiếm vừa rồi quả thực đã khiến ông ta nội thương nghiêm trọng, nếu như Tiêu Chính Văn lại chém một nhát nữa. Nói không chừng đến cả cơ thể thật của ông ta cũng bị sụt giảm cảnh giới. Nghĩ đến đây, lão già mặc áo choàng trắng chỉ tay lên trời, lạnh lùng nói, tên tiểu bối ngu dốt kia, cho dù tôi chỉ là một hình ảnh phản chiếu, cũng nhất định không phải là người cậu có thể khinh thường. Trong nháy mắt, một bóng đen cực lớn đột nhiên bay trên bầu trời. Khi những người phía dưới sơn thành nhìn thấy chiếc bóng màu đen ấy lại là một ngọn núi thì đều bị dọa hét toáng lên. Giác! Một tia thần lôi ngũ sắc nổ vang ở phía trên ngọn núi ấy, cỗ thiên uy vô cùng oai phong ụp xuống, vô số bách tính đều đồng loạt quỳ gối, khuất phục dưới thiên uy. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ngọn núi trên bầu trời, không khỏi hơi nhíu mày. Lão già mặc áo choàng trắng biến hóa ngọn núi cùng với thần lôi ngũ sắc, hiển nhiên không phải muốn đối phó với Tiêu Chính Văn mà là muốn lợi dụng điểm yếu là toàn bộ sơn thành, ép Tiêu Chính Văn đi vào khuôn khổ. Tiểu bối! Nếu không dập đầu thì cả sơn thành này sẽ bị nghiền nát máu thịt lẫn lộn. Lão già mặc áo choàng trắng hét lớn. Hừ, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, nếu là người khác, có thể sẽ bị lão già mặc áo choàng trắng dọa sợ, nhưng người mà ông ta đối mặt chính là Tiêu Chính Văn, người đang giữ Thiên Sơn Lục Thư. Nghiền nát máu thịt lẫn lộn, ông thử nghiền tôi xem. Lời vừa dứt, Tiêu Chính Văn lại cầm kiếm xông tới, không chút do dự nhấc thanh kiếm Tần Vương trong tay lên. Một nhát chém thẳng vào lão già mặc áo choàng trắng.
Phụt phụt phụt, trong nháy mắt, hình ảnh phản chiếu của lão già mặc áo choàng trắng đã bị chém mười mấy nhát, ngọn núi trên đỉnh đầu cũng phai nhạt đi nhiều. Thần lôi ngũ sắc cũng biến mất, tên tiểu bối kia, cậu dám làm như vậy với tôi, một ngày nào đó tôi nhất định lấy mạng chó của cậu. Lão già mặc áo choàng trắng gào thét, nhưng thanh kiếm tần vương trong tay Tiêu Chính Văn vẫn không hề nương tay, cứ thế chém xuống. Dám bày mưu tính kế trước mặt Tiêu Chính Văn tôi sao? Ông muốn kết quả thế này à? Giờ phút này, lão già mặc áo choàng trắng sợ tái mặt. Thực lực của ông ta rõ ràng vượt xa Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ ông ta lại chỉ có một hình ảnh phản chiếu tới thế tục. Hoàn toàn không thể phản công lại. Với thực lực của mình, nếu cơ thể thật của ông ta ở đây, chỉ cần một cái nhìn là có thể giết chết Tiêu Chính Văn. Nhưng vào lúc này, hình ảnh phản chiếu bị kẹt trong giới thế tục, cơ thể thật của ông ta lại không thể thông qua con đường đó quay lại giới thế tục. Chẳng khác nào tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn bị động. Tên tiểu bối ngu dốt, cậu, ông ta còn chưa nói xong, thanh trường kiếm trong tay Tiêu Chính Văn đã đáp xuống hình ảnh phản chiếu của ông ta lần nữa. Giờ phút này, trên cơ thể thật của ông ta có vô số vết thương đang chảy máu. Trên thực tế, ngay từ khi Ngụy Nguyên Cát khiêu khích Tiêu Chính Văn, anh đã đoán ra được phía sau gã nhất định có một kẻ xúi dục khác, cho đến khi Thiên Minh Tử quay về thế tục, Tiêu Chính Văn lập tức nghĩ tới đối phương là vì tham vọng chiếm lấy giới thế tục mà đến. Vì vậy, Tiêu Chính Văn mới bày ra một ván cờ lớn như vậy, gậy ông đập lưng ông. Sao nào, mùi vị này dễ chịu chứ? Tiêu Chính Văn chém xuống một nhát kiếm, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lùng. Tiểu bối, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết cả nhà cậu. Lão già mặc áo choàng trắng chịu đựng cơn đau trên người, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ. Vù vù vù, Tiêu Chính Văn không nói chuyện với ông ta nữa, mà giơ tay vung ra vô số nhát kiếm, mỗi nhát kiếm rơi xuống hình ảnh phản chiếu đều đau đớn như đang dùng roi da quất vào người ông ta. Hơn nữa, trên cái roi da này còn mang theo hơi thở đế vương, khiến ông ta trọng thương nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là nỗi đau ngoài da thịt. Tiểu bối, cậu không giết chết tôi. Mối thù ngày hôm nay, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả. Lão già mặc áo choàng trắng lúc này đã vô cùng nhếch nhác, mái tóc bạc trắng xóa tung trên vai, trên người toàn những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Cho dù ông nói đúng, tôi quả thật không giết được ông, nhưng tôi cũng phải cho ông một bài học nhớ đời. Nói rồi, Tiêu Chính Văn vung tay tát cho ông ta một bạt tai vô cùng vang dội. Bốp, âm thanh giòn giã, năm dấu tay vô cùng rõ ràng in lên khuôn mặt của lão già mặc áo choàng trắng. Cậu, ông ta tức giận đến mức hai mắt trợn tròn, phun ra một ngụm máu. Đừng nói là ở thế tục, cho dù là ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng không có ai dám tát vào mặt ông lão áo trắng. Vào lúc này, ông ta lại bị Tiêu Chính Văn tát một bạt tai cực mạnh vào mặt. Tiểu bối, cậu chát, ông lão áo trắng còn chưa dứt lời thì lại chịu thêm một cái tát lớn vang dội vào mặt. Tôi đánh ông đó, thì sao nào? Tiêu Chính Văn vừa nói, lại vung tay tát thêm một bạt tai vào mặt ông lão áo trắng. Lúc này, ông lão áo trắng đã giận đến run người. Thậm chí ngay cả người dân Sơn Thành đang quan sát phía dưới, đều nhìn thấy rõ ràng, ông lão áo trắng đang không ngừng run rẩy. Đây là lần thất bại thảm hại nhất mà ông ta phải chịu trong đời. Đầu tiên, ông ta bị nội thương bởi ám khí, sau đó lại bị Tiêu Chính Văn tát điên cuồng ở trước mặt mọi người, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Đối với ông ta mà nói, đó là một sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời ông ta. Chẳng qua là ông ta chưa kịp nói những lời độc ác, thì Tiêu Chính Văn đã tát một bạt tai lớn vào mặt ông ta. Ông có thể cút được rồi. Cái bạt tai này của Tiêu Chính Văn vừa giáng xuống, trong lòng bàn tay anh đã nổi lên một luồng sáng trắng. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng sấm, ngay sau đó, một đám ánh sáng trắng đã quấn lấy ông lão áo trắng vào trong. Một giây sau, đám ánh sáng trắng kia chợt lóe lên rồi biến mất, hình ảnh phản chiếu của ông lão áo trắng cũng tan biến không còn vết tích trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn tôi sẽ không thay tên, không đổi họ, chờ ông trở lại tìm tôi. Trong mắt Tiêu Chính Văn bắn ra sát khí. Cho đến lúc này, những người vây xem mới định thần lại sau cơn khiếp sợ. Ngay cả Lý Chính Đạo và Lục Tiểu Thiến cũng bị kinh sợ trước hành động của Tiêu Chính Văn bởi vì người mà Tiêu Chính Văn đánh, bọn họ cũng đều quen biết. Đó là lãnh đạo cấp cao của Thiên Cung Bắc Cực đấy. Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi, nói đánh là đánh, hơn nữa còn đánh thẳng vào mặt. Sau khi đám ánh sáng trắng biến mất,
Tiêu Chính Văn bước ra, đi thẳng về phía Lục Tiểu Thiến. Sau sự việc vừa rồi, sự nhận biết của Lục Tiểu Thiến về Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn thay đổi. Theo quan điểm của cô ta, Tiêu Chính Văn là một tên điên không sợ trời không sợ đất. Gia thế gì, xuất thân gì, ở trong mắt Tiêu Chính Văn, bọn họ chẳng là gì cả. Giờ phút này, sắc mặt Lục Tiểu Thiến tái nhợt, không khỏi lui về phía sau. Không còn cách nào chạy thoát, vào lúc này, hai mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, chẳng lẽ anh nhất định phải giết tôi sao? Kết thù oán với nhà họ Lục chúng tôi đều không có lợi đối với anh và Hoa Quốc. Uy hiếp tôi à, lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, anh sải bước chân đi thẳng đến trước mặt Lục Tiểu Thiến, rồi túm lấy cổ cô ta. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, Lục Tiểu Thiến thậm chí còn chưa kêu được một tiếng, thì đã mất mạng. Khi cái xác nặng nề của Lục Tiểu Thiến ngã xuống đất, trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức trở nên yên lặng, ngay cả Lý Chính Đạo cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vào lúc này, trong một tòa cung điện khổng lồ ở vùng ngoài lãnh thổ, một người đàn ông mặc áo dài trắng đang vẽ tranh. Trong cung điện, nguy nga lộng lẫy, hơn nữa còn trôi lơ lửng trên một cái hồ khổng lồ, phía dưới là thác nước đang chảy xuống, hai bên bờ sông là những dạng thông và bách xanh cao chót vót. Mà trên bức tranh đó, có một người cô gái xinh đẹp như tiên nữ, cô gái đó chính là Lục Tiểu Thiến. Nhưng khi bút son của hắn vừa chạm đến môi của cô gái trong tranh, tay người đàn ông đó đột nhiên run lên, bút son trên tay rơi thẳng xuống đất. Ồ, chân mày người đàn ông áo trắng khẽ nhếch lên vài cái, trong đôi mắt lóe lên hai tia sắc sảo nói, Tiểu Thiến. Ai dám giết người tôi yêu nhất? Người đàn ông áo trắng nói đến đây, khẽ hất tay, bức tranh hình cô gái xinh đẹp cùng với chiếc bàn gỗ trước mặt lập tức hóa thành cho bụi. Lục Tiểu Thiến là người mà hắn yêu nhất, không ai có thể động đến người phụ nữ của hắn. Chẳng qua là khi người đàn ông áo trắng vừa định bước ra ngoài cung điện, một thân hình già nua đã xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường hắn. Nhìn thấy ông lão, người đàn ông áo trắng trước tiên là sững sờ, sau đó trầm giọng nói, ông muốn ngăn cản tôi ư. Ông lão khẽ thở dài một tiếng rồi nói, cái chết của Lục Tiểu Thiến, vốn là kiếp số của cô ta, cậu cũng nên hiểu rằng, nhà họ Lục không chỉ có mỗi mình cô ta, tại sao chỉ có duy nhất cô ta được cử đến thế tục chứ? Có những chuyện, kết cục đã được định sẵn, hơn nữa, cậu đã biết thân phận của người đã giết cô ta chưa? Tùy tiện xông vào thế tục, cậu cũng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Cậu là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của Cung Ngọc Khuyết tôi không hy vọng cậu vì một người phụ nữ mà tự hủy hoại tương lai của mình. Tự hủy hoại, trên mặt người đàn ông áo trắng nở nụ cười khinh thường. Hắn là thiên tài hiếm có trong Cung Ngọc Khuyết ngàn năm, một tiểu bối nhỏ nhoi. Sao có thể làm cho hắn tự hủy hoại tương lai của mình được? Trưởng lão, chắc ông biết được năng lực của tôi. Người đàn ông áo trắng cười khẩy nói. Chính vì thế, tôi càng phải nhắc nhở cậu. Tôi biết, cậu rất được cung chủ và trưởng giáo yêu quý, lại càng được hai người họ đích thân chỉ bảo. Thậm chí cung chủ còn đặt tương lai của Cung Ngọc Khuyết lên trên người cậu, nhưng cũng chính vì như thế, cậu càng không thể hành động liều lĩnh. Ông lão hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Giờ phút này, ông lão đã hơi hối hận, vào vài chục năm trước, ông ta đã dắt theo người đàn ông áo trắng đến nhà họ Lục để mừng thọ gia chủ nhà họ Lục. Chính trong bữa tiệc lần đó, hắn đã làm quen với Lục Tiểu Thiến, người đẹp như tiên nữ, khiến hắn không thể kiểm soát được. Trưởng lão, ông nên biết rõ, người tôi muốn giết, nhất định phải chết. Cho dù là cung chủ tự mình đến đây, tôi cũng phải đi. Người đàn ông áo trắng nói với vẻ kiêu căng. Ông lão nghe vậy, thở dài nói, với thực lực hiện giờ của cậu, mặc dù được xưng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng cậu cũng nên biết đạo lý người giỏi còn có người giỏi hơn. Lời nói của ông lão vừa dứt, vô số tia sáng được phóng ra xung quanh người đàn ông áo trắng, vô số đóa sen trắng nâng người hắn bay lên giữa không trung. Chỉ cần tôi đọc một tiếng, đã có thể chém chết tên điên cuồng kia bằng kiếm. Xin trưởng lão yên tâm, nhìn thấy tình cảnh này. Ông lão không khỏi hít sâu một hơi nói, không ngờ, chỉ 10 năm ngắn ngủi, cậu đã tiến bộ đến mức này rồi. Ở tuổi hiện tại của cậu, có thể ngộ ra được cảnh giới của chân khí, đúng là không dễ, với phong thái của cậu, thậm chí có thể sánh vai với hạng vương năm ấy, cậu cần gì phải chính vì vậy, tôi càng phải giết hắn. Nếu không đạo tâm của tôi sẽ bị hủy, sao có thể lên tầng cao hơn? Người đàn ông áo trắng chắp hai tay sau lưng,
nói với giọng tràn đầy tự tin. Ngay thời điểm Lục Tiểu Thiến chết đi, người đàn ông áo trắng chỉ cảm thấy thần trí mình như bị rút sạch. Lúc này, nỗi hận trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không thể tự tay trả thù cho Lục Tiểu Thiến, e rằng về sau hắn sẽ khó có thêm bất kỳ tiến bộ nào nữa. Thấy không thể thuyết phục được người đàn ông áo trắng, ông lão cũng đành bất lực lắc đầu nói, hai, chuyến đi này cậu phải tự cầu phúc cho mình, kể từ giây phút cậu trở lại thế tục thì sẽ không còn quan hệ gì với cung Ngọc Khuyết nữa, cậu hiểu chứ? Người đàn ông áo trắng cười khẩy một tiếng, cung Ngọc Khuyết chẳng qua không muốn có bất kỳ dính líu gì tới thế tục. Trưởng lão yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong thế tục với thân phận là đệ tử của cung Ngọc Khuyết. Nói xong, bóng dáng của người đàn ông áo trắng hóa thành ánh sáng lấp lánh, rồi biến mất. Mặt khác, Tiêu Chính Văn đã trở lại Long Kinh. Giờ phút này, cả nước chấn động. Bởi vì trận chiến hôm nay, Tiêu Chính Văn không những làm chấn động huyết tộc, mà còn nói rõ chân tướng cho khắp thế giới. Trong Hoa Quốc, vô số những ông trùm giới kinh doanh và những người được gọi là giáo sư, đều rối rít chạy đến trụ sở chính của Hắc Băng Đài để xin được tạ tội với Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng, sau trận chiến ở Hoa Sơn, rất nhiều người đều chỉ trích Tiêu Chính Văn, thậm chí còn chửi bới Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn sẽ không xử lý bọn họ, nhưng Hắc Băng Đài và những thế lực ủng hộ Tiêu Chính Văn ở khắp nơi sẽ tuyệt đối không tha cho bọn họ. Có điều, cho dù bọn họ có van xin như thế nào, thì cánh cửa trụ sở chính của Hắc Băng Đài vẫn đóng chặt, những hộ vệ trước cửa hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Họ chỉ vào tấm bảng trước cửa nói, trên đó ghi rất rõ ràng, kẻ tự ý xông vào đều bị giết bất luận tội, mong các ông tự lo liệu. Cùng lúc đó, một tin tức cực kỳ bùng nổ khác truyền đến, ngay khi Tiêu Chính Văn và huyết tộc đang giao chiến, thì bên Âu Lục cũng đang xảy ra một trận chiến động trời. Sứ giả của nhà họ Ấn đã bị chém chết trên đường đi đến tòa trận Pháp. Vua Bắc Lương, có người xin được gặp ngài ở ngoài cửa. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đang ngồi uống trà ở đó thì một tên lính đưa tin bước nhanh vào phòng làm việc của Tần Vũ, nói với Tiêu Chính Văn. Ai? Tần Vũ quay đầu nói với tên lính đưa tin. Hắn nói là người của gia tộc Canter, tự xưng là Phi Uẩn. Tên lính đưa tin thấp giọng đáp. Phi Uẩn, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, hắn tới làm gì? Cho anh ta vào, Tiêu Chính Văn gật đầu với người lính thông báo. Ngay sau đó, Phi Uẩn được dẫn vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên hắn được đến tổng bộ của Hắc Băng Đài, vì vậy trông vô cùng thấp thỏm. Tiêu Chính Văn nhìn Phi Uẩn hỏi, có chuyện gì sao? Nghe thấy Tiêu Chính Văn hỏi vậy, Phi Uẩn nói với vẻ mặt khó coi, anh Tiêu, quả thực là có chút chuyện nhỏ. Lần này hắn đến Hoa Quốc, một mặt là vì nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, mặt khác là vì Âu Lục đã xảy ra chuyện lớn. Chỉ là Âu Lục còn nợ Tiêu Chính Văn mấy chục đóa hoa tử tiêu, mặc dù 10 gia tộc lớn và vương thất Âu Lục đã dốc hết sức phái người đi tìm, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nói đi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chuyện là, Phi Uẩn lau mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt nói, anh Tiêu, mấy chục đóa hoa tử tiêu chúng tôi còn nợ anh, e rằng không thể có trong chốc lát được. Ồ, nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, trầm giọng nói, ý anh là 10 gia tộc lớn muốn quỵt nợ. Thấy vẻ mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, Phi Uẩn vô cùng sợ hãi, vội vàng giải thích, anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức để tìm nó. Nhưng bây giờ, Âu Lục đang có một vài biến đổi. Hai vị tướng quân dưới trướng Napoleon trở lại rồi. Bây giờ toàn bộ Âu Lục đều phải làm theo ý của hai người bọn họ, chúng tôi cũng không thể làm gì khác được. Thực ra, gia tộc Canter luôn muốn giữ mối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, thậm chí còn muốn quy về dưới trướng Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao gia tộc Canter cũng không phải là gia tộc lớn nhất. Trong số 10 gia tộc lớn, mặc dù gia tộc Canter có địa vị, nhưng sức ảnh hưởng lại kém xa gia tộc Lock gia tộc lớn nhất. Hơn nữa, hai ngày trước, hai cao thủ Joseph và Hoda thuộc trong top 100 bảng sức chiến đấu toàn cầu đã trở lại, hơn nữa còn được gia tộc Lock mời đến làm khách. Dưới lời đề nghị của Lock Thetis, ngay cả mấy chục bông hoa tử tiêu còn lại cũng không còn nữa. Thậm chí, theo ý của gia tộc Lock, ngay cả những bông hoa tử tiêu đã giao cho Tiêu Chính Văn lúc trước cũng phải trả lại. Âu Lục ngày nay đã thay đổi rất nhiều, Joseph và Hoda là những vị tướng nổi tiếng trong thời Napoleon, thực lực vô cùng cao. Có hai người bọn họ cai quản Âu Lục thì sao Âu Lục phải sợ Tiêu Chính Văn nữa?
Nhưng Phi Uẩn không dám nói những lời thách thức này trước mặt Tiêu Chính Văn. Vậy anh đến gặp tôi là có ý gì? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn Phi Uẩn. Chuyện này không liên quan quá nhiều đến gia tộc Canter. Nếu không Phi Uẩn cũng sẽ không đến gặp anh về chuyện này, vì vậy, Tiêu Chính Văn cũng không trách cứ quá nhiều. Anh Tiêu, tôi hy vọng anh có thể bỏ qua chuyện này, đương nhiên tôi không hề có ý vô lễ, tôi chỉ không muốn anh xảy ra chuyện không vui với Joseph và Hoda. Phi Uẩn ngập ngừng nói. Ồ, rõ ràng là các người nợ tôi đồ, vậy mà còn muốn tôi không truy cứu nữa. Có phải anh còn định đòi lại hoa tử Tiêu trước đây đã đưa cho tôi luôn không? Đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chính Văn tỏa ra tia sáng lạnh lùng. Anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm, có lẽ anh không biết Joseph và Hoda. Bọn họ trước đây là hai binh lính của Napoleon. Năm đó, hai người bọn họ đã càn quét cả Âu Lục, gần như bất khả chiến bại trên thế giới. Nếu không phải có một nhân vật lớn tên Vladimir sinh ra ở Hoa Quốc thì e rằng Napoleon đã thống nhất nhất toàn bộ Âu Lục rồi. Phi Uẩn vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Sự trở lại của Joseph và Hoda cũng không phải là chuyện tốt đối với Âu Lục. Ít nhất thì gia tộc Canter cũng bất mãn về chuyện này. Hơn nữa, hai người họ vừa trở về đã giết sứ giả gia tộc Ấn Cổ trên đường đi. Điều này tương đương với việc đặt lại trật tự cho Âu Lục. Nhưng điều này cũng cho thấy thực lực của hai người họ, và thế lực của Bắc Hậu không hề thua kém gia tộc Ấn Cổ. Vì trước đây Tiêu Chính Văn đã từng đắc tội với gia tộc Ấn Cổ, nên càng không thể khiêu chiến với Joseph và Hoda. Nếu Tiêu Chính Văn đấu với hai thế lực lớn thì kết cục không cần nghĩ cũng biết. Tướng lĩnh dưới trướng Napoleon, ngay cả Thiên Vương cũng không thể thiếu nợ tôi bất cứ thứ gì. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Lúc này, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống mức đóng băng, ngay cả Phi Uẩn cũng phải rùng mình. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Chính Văn, cũng chính vì điều này, Phi Uẩn mới phải đến thăm hỏi Tiêu Chính Văn trước khi hắn trở về Âu Lục. Suy cho cùng, nền tảng của gia tộc Canter nằm ở Tiêu Chính Văn chứ không phải ở Joseph và Hoda. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bình an vô sự thì chín gia tộc lớn kia sẽ không dễ dàng động đến lợi ích của gia tộc Canter, cho dù Âu Lục thay đổi lớn thì gia tộc Canter cũng sẽ không bị cuốn trôi dễ dàng. Dù sao thì cảnh tượng Tiêu Chính Văn hủy diệt lâu đài Versailles trong nháy mắt cũng đủ để răn đe cả Âu Lục. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn đã đến Âu Lục hai lần, dù là lần nào thì cũng dùng sức mạnh của bản thân để nghiền nát toàn bộ Âu Lục. Có thể nói, với sức ảnh hưởng của Tiêu Chính Văn ở Âu Lục hiện nay, ngoài Joseph và Hoda ra thì thật sự không có ai có thể sánh bằng. Bởi vậy, nếu lần này Tiêu Chính Văn xảy ra xung đột với Joseph và Hoda thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Đến lúc đó, e rằng cả Âu Lục sẽ biến thành bãi đất hoang. Trận chiến giữa bọn họ quá đáng sợ, chỉ cần tùy ý phất tay cũng có thể san bằng cả 10 ngọn núi thành đất bằng, Âu Lục thì có rộng bao nhiêu đâu. Ngay cả trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Huyết Ma Đồ, cho dù không khống chế sức mạnh tốt, nhưng cũng có thể hủy diệt cả một nước nhỏ ở Âu Lục. Lúc này, Phi Uẩn chỉ có thể cười khổ vài tiếng, hắn cũng chỉ được coi là người hầu của Tiêu Chính Văn, làm sao có đủ tư cách để khuyên can Tiêu Chính Văn chứ. Phía Joseph và Hoda cũng không phải là người mà gia tộc Canter có thể tùy ý ngăn cản. Hơn nữa, hai người họ còn nằm trong top cao thủ toàn cầu, quan trọng hơn là bọn họ từng theo chân Napoleon chinh phục thế giới. Không chỉ có chiến công lừng lẫy mà thực lực cũng vô cùng cao. Mặc dù Napoleon là nhân vật thời cận đại, nhưng danh tiếng của cụ ta lại làm lu mờ rất nhiều vị đế vương cổ ở Âu Lục. Bản thân cụ ta cũng có quyền lực lớn mạnh. Thậm chí còn có người cho rằng, Napoleon không sinh ra ở Âu Lục mà bí mật từ vùng ngoài lãnh thổ trở về để thống nhất Âu Lục. Trước khi thống lĩnh hàng ngàn quân, không ai biết lai lịch của cụ ta, ngay cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cụ ta đều là do cụ ta tự kể lại. Về tính xác thực của những chuyện đó cũng chỉ có mình Napoleon mới biết được. Điều khiến gia tộc Canter lo lắng nhất là kể từ sau khi Joseph và Hoda trở lại. Bọn họ luôn muốn đòi lại những bông hoa tử tiêu đã tặng cho Tiêu Chính Văn trước đó. Hơn nữa còn đe dọa sẽ kéo Hoa Quốc từ trên đỉnh xuống vực sâu. Thôi bỏ đi, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của gia tộc Canter. Vài ngày nữa tôi sẽ đích thân đến Âu Lục để xử lý chuyện này. Tiêu Chính Văn nói với vẻ vô cùng lạnh lùng. Phi Uẩn hít một hơi thật sâu. E rằng chuyến đi này của Tiêu Chính Văn sẽ san bằng toàn bộ Âu Lục.
Nghĩ đến đây, Phi Ẩn vội vàng giải thích, anh Tiêu, anh nghe tôi nói đã. Gia tộc Canter chúng tôi từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vào chuyện này. Tiêu Chính Văn chỉ phất tay ra hiệu cho Phi Ẩn lui ra ngoài. Anh Tiêu, tôi xin cáo lui. Phi Ẩn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Tần Vũ. Ra đến cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đau khổ, e rằng Âu Lục sắp gặp nạn lớn rồi. Cùng lúc đó, trong một cung điện ở vùng ngoài lãnh thổ, có một bệ đài cao, trên bệ đài có hai người mặc áo choàng đen đang ngồi. Vẻ mặt hai người này cực kỳ uy nghiêm như thần. Dưới đài cao, có một người đàn ông trung niên đang quỳ. Lý Thuần Phong, giới thế tục đã thay đổi, bây giờ kết giới của vũ trụ sắp bị phá vỡ. Dù là thế nào thì cũng phải tìm ra kẻ gây loạn càng lớn càng tốt. Một trong hai người đàn ông mặc áo choàng đen lên tiếng. Giọng nói của hắn chấn động cửu thiên, giống như giọng thánh, truyền xa ngàn dặm. Thuộc hạ đã bắt đầu xử lý rồi. Người đàn ông trung niên đang quỳ bên dưới cung kính nói. Hừ, cho dù là lật tung mọi ngóc ngách thì cũng phải tìm được tên đó. Mắt người đàn ông còn lại lóe sáng, giọng nói như sấm vang. Khi người đàn ông áo đen thứ hai lên tiếng, trên bức tường màu vàng hai bên cung điện lại liên tục diễn biến lịch sử của toàn thế giới. Từ thời cổ đại đến thời đại công nghệ hiện nay, trên tường của cả cung điện như đang trưng bày một bức tranh lịch sử. Đế Tuấn, Hậu Dịch, Trúc Xúc, Hình Thiên thời thượng cổ. Bạch Khởi, Mông Điềm, Lý Mục, Lạc Nghị thời kỳ Tiên Tần. Hàn Tín, Tiêu Hòa, Hạng Vũ, Long Thư thời Lưỡng Hán, từng gương mặt xuất hiện trong cuộn tranh, sau đó lại dần mờ nhạt trên đó. Nhưng chỉ khi đến thời hiện đại lại chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông trên mặt phủ một lớp sương mờ, mái tóc dài, vai rộng, tư thế vô cùng anh dũng. Họ đã bảo vệ thế giới này quá lâu rồi, năm tháng trường kỳ đã khiến họ quên mất tên của mình, thậm chí đã không còn thiết tha gì với mọi thứ ở thế gian nữa. Nhưng hiện giờ thời của họ đã đến. Thế giới này sắp rơi vào hỗn loạn lần nữa, một khi kết giới vũ trụ đã phá vỡ thì chờ đợi thế giới thế tục. Hay nói cách khác chờ đợi tất cả sinh linh trên trái đất sẽ là một cuộc tàn sát. Họ quá cần một người có đủ mạnh mẽ để thừa kế di chí của họ, bảo vệ hòa bình và sự an toàn cho thế giới này. Mà ngoài lãnh thổ cũng có quá nhiều cường giả có dã tâm lớn, ngược lại đang mong đợi kết giới sớm này bị vỡ để họ có thể về thế tục, giành lại tim rồng, mở di tích long tộc ra để lấy được vô số thứ tốt trong đó. Lôi hải côn luân, thiên sơn tuyệt đỉnh đã xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Điều này cho thấy đã có một lực lượng đáng sợ xâm nhập vào. Xin hai vị tiền bối yên tâm, lần này dù có dùng hết sức cũng phải tìm được người này trong thời gian ngắn. Lý Thuần Phong cực kỳ nghiêm nghị nói. Lúc này trong một khu rừng rậm ở Âu Lục, một ông lão mặc áo xám chết thảm trên đỉnh núi. Thi thể của ông ta nhanh chóng bị thối rửa, thoáng chốc đã biến thành một bộ xương trắng. Hai, chúng ta không nên giết người này. Ông ta là sứ giả của gia tộc Ấn, những gì chúng ta làm hôm nay chắc chắn không thể giấu được tai mắt của chúng. Joseph nhìn Hoda hơi lo lắng nói. Gia tộc nhà họ Ấn thì thế nào? Người khác sợ chúng, nhưng chúng ta không sợ. Hơn nữa chẳng phải cao thủ của gia tộc nhà họ Ấn đều đã đi bảo vệ kết giới vũ trụ rồi sao? Chúng có thể làm gì chúng ta? Hoda đắc ý nói. Hoda! Anh đừng quên ý của bên trên là bảo chúng ta nhanh chóng tìm ra người kia, nếu trong vòng một năm mà không thể tìm được người bí ẩn kia, chúng ta cũng không thể bảo toàn mạng sống. Joseph bất lực thở dài nói. Lần này họ quay lại thế tục cũng là nhận lệnh để đến tìm người khuấy đảo sóng gió ở thế tục kia. Nghe nói kết giới vũ trụ bắt buộc phải do người kia bảo vệ, nếu không cả thế giới đều sẽ gặp nạn. Mặc dù họ đã đồng ý nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Thật ra họ chẳng để tâm đến một nhân vật nhỏ trong thế tục kia đâu. Ai mà không biết các cao thủ tài năng từ xưa đến nay đều ở ngoài lãnh thổ, trong thế tục thậm chí còn chẳng có lấy một cường giả đế cảnh. Còn bảo vệ kết giới vũ trụ đơn giản là một điều viển vông. 80% là do mấy ông lão cổ hũ kia đã già lú lẫn cả rồi nên mới bảo họ quay về thế tục tìm một tên hậu bối. Một năm, hừ, tôi thấy 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa chúng ta còn chẳng biết người ta trông thế nào, có đặc điểm gì thì đi đâu mà tìm. Hoda nghiến răng, bất mãn nói. Đúng lúc này trên bầu trời bất chợt có một ngôi sao băng lướt qua.
nói đúng hơn là vô số ngôi sao, ánh sao sáng chói trên bầu trời rơi thẳng xuống. Từng quầng ánh sáng chói mắt lao thẳng xuống đất, sau đó nổ tung thành vô số hỏa cầu cực lớn. Lúc này cả thế giới gần như đều sục sôi, ngọn núi cao nhất ở Mỹ Lục bỗng chốc bị san bằng. Ngoài đại dương xảy ra một cơn sóng thần kinh thiên động địa. Cùng lúc đó trong lôi hải Côn Luân sấm sét đột nhiên nổ ra, dường như cả Hoa Quốc đều có thể nghe rất rõ tiếng sấm vang vọng cả hàng nghìn cây số. Cho dù là Phi Lục, Mỹ Lục hay Âu Lục đều xuất hiện hiện tượng cực kỳ quái lạ. Bên phía Hoa Quốc, vô số quả cầu lửa rơi xuống trên thiên sơn bị tuyết bao phủ hàng chục nghìn năm, ngay cả bầu trời một phương cũng bị ánh sáng chiếu đến đỏ rực. Trên bầu trời Học viện Võ thuật Âu Lục, một cột sáng bỗng lao vút trên trời, rất nhiều ngôi sao đều bị cột sáng này ngăn lại. Một người đàn ông mặc đồ trắng từ tốn bước ra từ trong màn sáng. Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị, gương mặt đằng đằng sát khí. Ai dám giết người tôi yêu thương thì người đó phải chết. Người đàn ông trung niên bước vào hư không một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoa Quốc. Tiểu Thiến, cho dù người đó là ai, anh cũng sẽ tự tay xé xác hắn ra. Sau khi hắn đến dường như khắp nơi trên thế giới đều thường xuyên xuất hiện hiện tượng lạ cứ như thế giới sắp tới ngày tận thế. Ầm ầm, rắc rắc rắc, từng tiếng ấm vang lên, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc không khỏi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về hướng Thiên Sơn. Người đâu? Lập tức mang video vệ tinh của Côn Luân Thiên Sơn lại đây. Tần Vũ nghiêm nghị dặn dò. Không lâu sau, một binh sĩ truyền thông đem USB đến phòng làm việc của Tần Vũ nói, Tổng tư lệnh Tần, đây là video vệ tinh mới nhất, mời anh xem. Nhận lấy USB rồi cắm vào máy tính tổng, đợi sau khi mở video ra, Tần Vũ không khỏi ớn lạnh. Chỉ thấy trên Côn Luân, sấm chớp dày đặc. Thậm chí cả mặt đất cũng sắp bị nhiệt độ cao tạo ra bởi vô số tia chớp làm nóng chảy. Trời giáng họa xuống, trời giáng họa. Sau này an nguy của Hoa Quốc e là chỉ có thể dựa vào cậu Tiêu thôi. Tần Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, càng cảm khái nói. Lúc này mấy vị Long Tôn ở Điện Thần Long cũng đứng sau Tần Vũ với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Họ đều đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên màn hình, đây chắc chắn không thể là hiện tượng do tự nhiên gây ra. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, anh Tần yên tâm, cho dù ở đâu lúc nào, đối phương có lai lịch thế nào, chỉ cần đến Hoa Quốc thì phải làm theo quy tắc của Hoa Quốc. Pháp luật Hoa Quốc lớn hơn bất kỳ thứ gì, ai dám xem thường Hoa Quốc thì phải trả giá rất đau. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, cho dù thế nào, Hoa Quốc cũng không được loạn, càng không thể bị các cường giả ngoài lãnh thổ xâm lấn. Nhưng hiện tượng lạ hôm nay hơi khác thường. Không chỉ là cảnh tượng xảy ra ở Hoa Quốc, hình như khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Cậu nhìn nơi này, đây là Mỹ Lục, là nước từng đứng đầu thế giới bị 8.000 ngôi sao băng phá hỏng, 50 mấy tiểu bang chỉ có 2 tiểu bang là toàn vẹn. Hơn 40 tiểu bang khác đã bị mưa sao băng phá hủy. Lại nhìn sang đây, đây là phần nối liền của Phi Lục và Á Lục, nơi tụ hội của tộc nhân lưu vong hơn 2.000 năm đã bị hơn 10.000 thiên thạch biến thành cho bụi. Đừng nói là người, ngay cả một cái cây cổ thụ hoàn chỉnh cũng không còn. Càng nói vẻ mặt Tần Vũ càng khó coi. Lúc này cả thế giới đều đang rơi vào hỗn loạn và hoang mang. Báo cáo, đúng lúc này, có một binh sĩ truyền thông bước vào, tay cầm một bản tình báo bí mật, sắc mặt trắng bệch bước vào phòng làm việc của Tần Vũ. Sao thế? Tần Vũ hơi nhướng mày nói với binh sĩ đó. Đây là tình báo mới nhất. Mời Tổng tử lệnh Tần xem qua. Nói rồi binh sĩ đó đưa tình báo bí mật trong tay đến trước mặt Tần Vũ. Hả, Tần Vũ chỉ đọc lướt nội dung trong đó, không khỏi ớn lạnh. Không ổn, cậu Tiêu, cánh cửa ở Âu Lục đã mở, không đến nửa tiếng nữa sẽ có không dưới 100 người từ ngoài lãnh thổ quay về thế tục. Nói rồi Tần Vũ đưa bản tình báo đó cho Tiêu Chính Văn. Anh Tần, bình tĩnh. Đám người này hẳn chỉ là bước đầu mà thôi, cao thủ thật sự còn chưa xuất hiện đâu. Tiêu Chính Văn lướt nhìn nội dung trên đó khẽ cười nói. Dựa theo kết quả hiển thị trong tình báo cho thấy, khắp nơi trên thế giới đều đang diễn ra hiện tượng dị thường. Nói cách khác, không những các cường giả vùng ngoài lãnh thổ bên phía Hoa Quốc đã trở lại, mà các cường giả vùng ngoài lãnh thổ trên khắp thế giới cũng đang trở về thế tục với số lượng lớn.
Vốn dĩ Tiêu Chính Văn tưởng rằng các cường giả vùng ngoài lãnh thổ sẽ không ồ ạt trở về trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhưng nếu tất cả mọi thứ đã xảy ra rồi, thì mâu thuẫn giữa các cường giả vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể tránh khỏi. Cũng may, từ khí tức của đối phương cho thấy, họ chỉ là một số cao thủ nhân vương cấp 4 và nhân vương cấp 5, cũng không có thế lực mạnh mẽ nào trở về. Chỉ cần cảnh giới của đối phương không cao hơn Tiêu Chính Văn quá nhiều, Tiêu Chính Văn có tự tin ứng phó mọi tình huống. Lúc này, rất nhiều ông lớn ở Long Kinh đều luống cuống tay chân, bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, khắp nơi trên Hoa Quốc đều xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Hoặc là núi lở đất mòn, hoặc mưa sao băng, nhưng duy chỉ có Sơn Thành là ngoại lệ, không có núi lở đất mòn, cũng không bị mưa sao băng tấn công, mọi thứ đều bình thường. Không phải Sơn Thành là một ngoại lệ, mà là do trận pháp bảo vệ đã ngăn chặn mọi tai họa ra bên ngoài. Vì vậy, rất nhiều lão đại đều hối hận đã không định cư ở Sơn Thành ngay từ đầu, trong lúc nhất thời, họ nghĩ đủ mọi cách, hy vọng người di cư đến Sơn Thành càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người còn đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng, cho dù chỉ mua được tòa chung cư ở Sơn Thành, họ cũng bằng lòng từ bỏ biệt thự và những tòa nhà sang trọng ở Long Kinh ngay lúc Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đang nói chuyện. Điện thoại trong phòng làm việc của Tần Vũ nối tiếp nhau vang lên từng tiếng một. Tần Vũ tiện tay nhấc lấy một trong những chiếc điện thoại nói, alo, ông Dương, tôi là Tần Vũ. Tổng tư lệnh Tần à, tôi muốn hỏi, Hắc Băng Đài các cậu còn chỗ ở tại Sơn Thành không? Nghe thấy ông Dương ở đầu dây bên kia hỏi chuyện này, Tần Vũ không khỏi cau mày hỏi, đương nhiên là có, Hắc Băng Đài đều có cơ quan làm việc trên toàn quốc, cũng có một số khu ký túc xá. Nhưng trước giờ vẫn không có ai ở. Ôi, thế thì quá tốt rồi, cậu có thể chia một căn cho tôi không? Bản thân tôi không ở, nhưng cả nhà con trai tôi và cả nhà cháu trai tôi, có thể lập tức dọn qua đó không? Vẻ mặt ông Dương vui mừng nói. Nhất thời, ngay cả Tần Vũ cũng bắt đầu khó xử. Môi trường của những khu ký túc xá rất tồi tàn, tất cả đều là những nhà trọ đơn sơ và tạm bợ. Việc cho những người nhà của ông lớn long các như ông Dương vào ở, quả thật hơi thiệt thòi. Ông Dương, ký túc xá ở Sơn Thành của chúng tôi đều là những nhà trọ đơn sơ, với thân phận của ông, gia đình ông nếu sống ở đó, e rằng sẽ gây tổn hại đến thể diện của quốc gia. Ông Dương nghe vậy, vội vàng nói với Tần Vũ, ôi, Tổng tư lệnh Tần à, cậu cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không ở không đâu, tôi bằng lòng quyên góp cho Hắc Băng Đài một căn nhà của chúng tôi ở Long Kinh. Tuyệt đối sẽ không để quốc gia chịu tổn thất. Ông Dương cứ xin xỏ mãi, Tần Vũ chỉ có thể đồng ý. Ông Dương lúc này mới cảm kích cúp điện thoại. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp hỏi, một cao thủ cảnh giới thiên thần của Điện Thần Long đã bước nhanh vào phòng làm việc, nói nhỏ bên tai Tiêu Chính Văn, Long Vương, Long Tôn và những cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về đã xảy ra xung đột rồi. Ai xảy ra xung đột với cường giả vùng ngoài lãnh thổ? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Long Ngao, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày, Long Ngao là người điềm tĩnh, vì vậy khi Tiêu Chính Văn và đám người Long Nguyệt tiến vào Thánh Vực, anh mới để một mình anh ta ở lại Hoa Quốc. Nếu đối phương không làm gì quá đáng, thì Long Ngao tuyệt đối sẽ không ra tay với đối phương. Những cường giả vùng ngoài lãnh thổ này vừa mới trở về chưa đầy 2 tiếng, đã gây sự trên lãnh thổ của Hoa Quốc ư. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, được. Chúng ta qua đó xem sao. Nói xong, Tiêu Chính Văn đã đứng dậy nói với Tần Vũ, bên Long Ngao xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi đi một lát sẽ trở lại. Ngay sau đó, anh dẫn theo cao thủ của Điện Thần Long, nhanh chóng rời khỏi trụ sở chính của Hắc Băng Đài, vội chạy thẳng đến nơi xảy ra chuyện. Mà lúc này, gần một cái hồ nhân tạo cách Long Kinh hơn 130 dặm về phía nam, một người đàn ông áo trắng đứng trên không trung. Nhìn mấy chục người phía dưới với vẻ vô cùng kiêu căng. Chỉ thấy mấy chục người phía dưới đang xếp hàng ngay ngắn với đội hình tấn công, người cầm đầu, chính là Long Ngao, một trong tứ đại Long Tôn. Nếu là vào lúc này, có ai dám bất kính với Điện Thần Long như vậy? Cho dù là đặc vụ của Hắc Băng Đài, cũng phải kính sợ Điện Thần Long mấy phần. Hơn nữa, kể từ khi linh khí trở về đến nay, Điện Thần Long vẫn luôn đóng vai trò ổn định an ninh địa phương. Ngay cả đội quân chính quy của Hắc Băng Đài và Hoa Quốc, cũng không có khả năng chống đối với Võ Tông sau khi linh khí trở về. Huống chi Long Ngao chỉ là một trong tam đại Long Tôn còn lại, địa vị thực sự của Hoa Quốc chỉ đứng sau Tiêu Chính Văn.
nhưng lúc này, sắc mặt Long Ngao lại u ám như nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn về trang viên bên cạnh hồ nước nhân tạo, sau đó lại liếc mắt nhìn mười mấy chiếc xe quân đội xung quanh. Đây thực chất là một nhánh của Điện Thần Long nằm ở Long Kinh, chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn của Long Kinh. Mà lúc này, trong trang viên đã trở thành một mảnh đất khô cằn, vốn dĩ, Long Ngao đang định chạy tới Long Kinh để báo cáo một số tin tức vừa thu thập gần đây cho Tiêu Chính Văn, nhưng anh ta còn chưa kịp đi ra ngoài, đã xảy ra hiện tượng dị thường. Ngay sau đó, các cường giả vùng ngoài lãnh thổ đã lần lượt đến Hoa Quốc. Nhưng ngay khi Long Ngao dẫn theo mười mấy cao thủ của Điện Thần Long xông ra khỏi trang viên, anh ta đã trợn tròn mắt. Người đàn ông đứng ngoài cửa cách đó không xa, chắc chắn là người không thể trêu chọc. Không phải là trước kia Long Ngao chưa từng xảy ra mâu thuẫn với năm đại danh sơn và một số võ tông của Tông Môn, nhất là khoảng thời gian Tiêu Chính Văn đi đến Thánh Vực. Nhưng đối thủ mà anh ta phải đối mặt lần này lại vượt xa hơn so với những cao thủ của năm đại danh sơn. Chỉ riêng về mặt khí thế, đã áp đảo được đám người Long Ngao, ngay cả khí tức của mười mấy người hợp lại, cũng không chịu nổi uy lực của người ở giữa không trung. Cho dù anh là người của võ tông nào, hay người của năm đại danh sơn, chẳng lẽ anh không biết được lệnh cấm của vua Bắc Lương sao? Anh đang tùy tiện phá hoại nhà dân, anh có biết tội không? Mặc dù Long Ngao biết rõ không thắng nổi, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói của anh ta vừa dứt, chỉ thấy người đàn ông áo trắng chỉ tay lên cao. Một vầng sáng lập tức nổ tung xung quanh người đàn ông áo trắng, sau đó một luồng sóng khí vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Long Ngao. May mà Long Ngao kịp thời né tránh, một luồng sóng khí mạnh mẽ, áp vào vạt áo của Long Ngao, đánh thẳng vào khoảng đất trống phía sau anh ta, ngay lập tức xuất hiện một cái hố sâu sâu tận mấy mét. Chỉ dựa vào anh mà cũng dám hỗn xược ở trước mặt tôi ư. Cho dù là người đại diện của năm đại danh sơn, trưởng giáo của các người, cũng phải gọi tôi một tiếng Trương Thế Tử. Một con kiến trong thế tục như anh, mà cũng dám tra hỏi tôi sao? Trương Tử Tuấn cười nhạo với vẻ mặt khinh thường. Hắn thân là con cháu của Trương Cư Chính, lại còn là một trong số ít người ưu tú trong thế lực lớn của nhà họ Khổng, sao có thể để mắt tới những người như Long Ngao chứ? Trương Thế Tử, tôi vẫn tôn trọng anh, mọi việc đều nên tuân theo quy tắc, nếu không, Hoa Quốc tuyệt đối không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Một thành viên của Điện Thần Long phía sau Hoa Quốc nói với vẻ giận dữ. Anh ta là một trong những người phụ trách của Điện Thần Long ở Long Kinh, hơn nữa, từ khi linh khí trở về đến nay, anh ta vẫn luôn phụ trách liên hệ với võ tông bên Long Kinh. Mặc dù cảnh giới của anh ta ở Điện Thần Long không cao, nhưng cũng có thực lực của cảnh giới thiên thần ba sao. Ngay vào thời điểm Trương Tử Tuấn ra tay với Long Ngao, lửa giận trong lòng anh ta đã bùng cháy, cùng với những lời nói ngông cuồng của Trương Tử Tuấn, nên lúc này anh ta mới không nhịn được mà đứng lên. Mày là cái thá gì? Trương Tử Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua thành viên của Điện Thần Long. Thấy đối phương chỉ là một con kiến có cảnh giới thiên thần ba sao, vẻ mặt anh ta càng thêm mấy phần khinh miệt. Tôi là thuộc hạ của vua Bắc Lương, phó tổng chỉ huy của Long Kinh Điện Thần Long. Cái gì? Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn? Trước đây tôi vẫn thường nghe người ta nhắc đến Tiêu Chính Văn là người như thế nào, không ngờ, thuộc hạ cũng là một lũ kiến kém cỏi mà thôi. Thật là khiến người khác vô cùng thất vọng. Trương Tử Tuấn khẽ cười một tiếng. Từ cuối thời nhà Minh đến nay, nhà họ Trương đã nằm trong số những gia tộc hàng đầu của vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa xuất thân của hắn lại càng không tầm thường. Hắn không những là thế tử của nhà họ Trương, mà còn rất được nhà họ Khổng coi trọng, trong tương lai, hắn rất có thể trở thành gia chủ đưa nhà họ Trương đi lên đỉnh huy hoàng. Trương Thế Tử, tôi khuyên anh tốt nhất nên giữ lại chút đạo đức. Long Ngao trầm giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nhóc con Tiêu Chính Văn, ra chịu chết đi. Ai ngờ, Trương Tử Tuấn hoàn toàn không để ý đến lời nói của Long Ngao, mà dồn hết giọng nói của mình, giống lên về phía Long Kinh. Khi tiếng gầm lớn của hắn vang lên, toàn bộ Long Kinh gần như đều nghe rõ mồn một. Hầu như toàn bộ người trong Hoa Quốc, đều không khỏi kinh sợ. Vừa rồi có phải tôi nghe lầm không? Ở Hoa Quốc, lại có người dám quát Tiêu Chính Văn. Đừng nói là người bình thường ngơ ngác. Ngay cả người của năm đại danh sơn đều sửng sốt. Ngay cả những cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, đều bị tiếng gầm thét này làm cho kinh động. Lúc này trên đỉnh núi Chính Thiên Sơn, vài nam nữ trẻ tuổi bước lên màn sáng rồi đáp xuống.
Mấy thanh niên này ai cũng có khí chất hơn người, hơn nữa tư thế rất oai nghiêm, ai cũng mặc đồ trắng như thể là tiên trên trời vừa giáng trần. Cho dù là vẻ ngoài hay khí chất đều có thể gọi là làm người khác kinh ngạc. Trong đám người có một người phụ nữ cực kỳ thanh tú khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Long Kinh nói, Trương Tử Tuấn đang làm gì thế chứ? Sau khi người phụ nữ đó lên tiếng, những người còn lại cũng nhìn về phía người phụ nữ nói, em gái Trần, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Đám người nhỏ bé như kiến trong thế tục khó tránh sẽ có ý định phản kháng và giãy giụa. Thế tử Trương tiện tay dạy dỗ lại đám người trong thế tục cũng là chuyện đương nhiên. Nói rồi những người khác cũng nở nụ cười khinh thường. Họ nghĩ đám người trong thế tục này dù có phản kháng cũng chẳng làm gì được, một đám yếu đuối mà còn có thể khơi dậy sóng gió lớn lao gì. Nhưng, người mà anh ta nhắc đến, mọi người không thấy quen tai sao? Trần Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Cô ta là con gái trưởng của nhà họ Trần, cũng là một trong các đệ tử đích truyền của Thiên Cung Bắc Cực. Trước khi quay về thế tục, sư phụ cô ta có dặn dò cô ta, sau khi quay về thế tục tuyệt đối không được chọc vào một người tên là Tiêu Chính Văn, trước đó Thiên Minh Tử đã chết trong tay người này. Ý cô là người tên Tiêu Chính Văn kia sao? Tôi cũng từng nghe nói, hình như Thiên Minh Tử đã chết trong tay anh ta nhỉ? Hơn nữa Thiên Cung Bắc Cực còn một vị tài năng xuất chúng cũng chịu thiệt trong tay anh ta. Một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú lên tiếng nói. Người nói đó đến từ một gia tộc cực kỳ lớn ở ngoài lãnh thổ, mặc dù chỉ là một nhánh phụ của gia tộc đó nhưng ở ngoài lãnh thổ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Thế nên sau khi Thiên Minh Tử bị giết, họ đã ngay lập tức biết được tên của Tiêu Chính Văn. Ồ, ý mọi người là phó trưởng giáo của Thiên Cung Bắc Cực vì anh ta nên mới bị thương nặng. Một thanh niên khác ở bên cạnh cười khẩy nói. Hắn tên là Khổng Thiên Tường. Cũng là người có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất trong đám người. Ở ngoài lãnh thổ, thậm chí hắn và Thiên Tinh Tử của Thiên Cung Bắc Cực, Vũ Sát của huyết tộc được gọi là ba vị con cưng của trời trong thế hệ trẻ. Đúng thế, Thiên Cung Bắc Cực quả thật có một người xuất chúng bị anh ta gài bẫy, hơn nữa vì hấp thụ quá nhiều oán khí nên bị thương nặng. Trần Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Ồ, có chuyện này à, người này hơi khiến tôi bất ngờ đấy, nhưng Trương Tử Tuấn là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của nhà họ Trương. Tôi tin chắc tên họ Tiêu kia không dám làm gì anh ta. Khổng Thiên Tường không để tâm lắm, hắn mỉm cười. Mấy người họ không chỉ đến từ các gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ, mà còn là người xuất sắc trong các gia tộc lớn, thậm chí có thể nói là mang theo hy vọng về tương lai của các gia tộc lớn. Dù Tiêu Chính Văn có chút danh tiếng trong thế tục nhưng không thể so sánh được với họ. Dù sao gia tộc đứng đằng sau họ cũng đều là các gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Thậm chí có vài gia tộc có mối liên hệ chặt chẽ với các thế lực thời thượng cổ. Chỉ riêng điểm này thôi, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ kiêng nể, dù thực lực của Trương Tử Tuấn không đủ thì Tiêu Chính Văn cũng không dám ra tay nặng với hắn. Hơn nữa Tiêu Chính Văn vốn dĩ là một người không hề có lai lịch gì, bây giờ các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ đều nhanh chóng quay về, cứ theo tốc độ này thì không lâu nữa cả thế tục sẽ trở thành thế giới của thế lực ngoài lãnh thổ. Đến lúc đó những hành động trước kia của Tiêu Chính Văn sẽ bị thanh toán một lần. Thế nên hiện giờ cách tốt nhất của Tiêu Chính Văn chính là khiêm nhường. Mà lúc này ở hướng hồ nhân tạo, sau khi Trương Tử Tuấn hét lên một tiếng tức giận, trên bầu trời bỗng xoẹt qua một luồng sấm chớp màu tím, sau đó nổ ầm ầm. Ầm, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bầu trời xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Sau đó một bóng người chậm rãi bước ra từ trong gợn sóng. Anh là Tiêu Chính Văn. Trương Tử Tuấn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt còn hiện lên chút khinh thường. Nhưng dù sao hắn cũng là thế tử nên hắn hiểu rõ đạo lý hổ bắt thỏ thì vẫn phải dùng hết sức, thế nên hắn cũng đề phòng Tiêu Chính Văn. Chính là tôi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt đáp, sau đó khí tức quanh người bỗng dâng lên, trong không khí như có luồng khí màu trắng tạo ra một vòng xoáy cực lớn rồi tụ lại về hướng Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này Trương Tử Tuấn không khỏi nhướng mày. Đó là chân khí. Có thế nào hắn cũng không ngờ, kẻ yếu đuối trong thế tục như Tiêu Chính Văn thế mà lại có thể sử dụng chân khí. Thảo nào Thiên Minh Tử lại chết trong tay anh. Ở cái nơi như thế tục này mà còn có thể lĩnh hội được chân khí, anh đã giỏi lắm rồi. Trương Tử Tuấn bình luận với tư thế ngạo mạn. Long Vương, Long Ngao tiến đến trước định nói gì đó nhưng bị Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời. Sau đó Tiêu Chính Văn xoay người nhìn Trương Tử Tuấn,
chỉ vào trang viên bị phá hủy bên dưới nói, anh làm đây sao? Giọng Tiêu Chính Văn lạnh đến cực điểm, gương mặt còn hiện lên tia sát khí. Anh Tiêu, xin hãy nguôi giận. Ngay khi sát khí của Tiêu Chính Văn sắp bùn phát định ra tay đánh thì ở phía chân trời đằng xa xuất hiện một luồng sáng màu đỏ, người đi đầu chính là Trần Nguyệt Nhi. Phía sau cô ta còn có mấy thanh niên nữa, chỉ là Khổng Thiên Tường có thực lực mạnh nhất trong số họ lại không đến. Hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.